Cho chị em có ấm gì không? Em đây làm lại đi, tôi tự lấy đi nha.
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chọn thầy viên trung toàn bộ những cái nội dung về
liên quan đến thanh toán quốc tế được. Thế và tôi truyền một kiến thức cơ bản, và sau đó trong từng phương thức một thì tôi có đề cập đến những cái ưu điểm khi vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế, và từ đó đưa ra những cái gợi ý nhất định để mà anh chị là những người đã, đang và sẽ trở thành những doanh nhân trong cái lĩnh vực kinh tế quốc tế. Anh chị ạ, năm 2019 thì các anh chị biết rằng ấy là tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam khoảng 260 tỷ đô la Mỹ. Có nhiều cái nguồn thông tin khác nhau nhưng khoảng 260 tỷ đô la Mỹ, và năm nay có khả năng thấp hơn vì lẽ dịch bệnh, hoạt động kinh tế gặp khó khăn. Tuy nhiên cũng trong năm 2019, đất nước của chúng ta riêng hoạt động thương mại quốc tế, riêng hoạt động thương mại quốc tế chừng độ khoảng gần 550 tỷ đô la Mỹ. Có nghĩa rằng gì? Thương mại quốc tế, riêng mảng thương mại quốc tế hàng vũ hình, chưa kể hàng vô hình, chúng ta là gấp đôi so với tổng sản phẩm quốc nội. Đây là một đất nước hiếm hoi có cái tình trạng như thế này, tức là đất nước nó phụ thuộc vào thương mại quốc tế rất là nhiều, nó gấp đôi so với tổng sản phẩm quốc nội. Hoa Kỳ tổng thương mại của họ 4.500 tỷ, nhưng GDP của họ, tổng sản phẩm quốc nội của họ đến ý, gần 20.000 tỷ. Có nghĩa là thương mại quốc tế của họ chỉ chiếm 20% đến 25% so với tổng sản phẩm quốc nội thôi. Cho nên thế giới có thể biến động, nhưng nền kinh tế Hoa Kỳ nếu như phát triển chỉ nội địa thôi, không ảnh hưởng nhiều. Ý muốn nói là gì? Thứ nhất, nền kinh tế của chúng ta phụ thuộc vào thương mại quốc tế rất là nhiều. Hiện nay, đất nước của chúng ta rất là may mắn là có thể nói dân ta cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid ấy, trong một biển, nhưng ảnh hưởng không nặng so với các nước khác. Nhưng kinh tế sẽ ảnh hưởng, nếu không nỗ lực thì ảnh hưởng rất mạnh. Bởi vì hiện nay thế giới nhiều nền kinh tế còn đóng cửa, chúng ta xuất khẩu gặp khó khăn, nhập khẩu gặp khó khăn, bởi cái chuỗi kinh doanh trên toàn cầu gặp khó. Ý muốn nói là thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng. Cho nên là hôm nay cái chuyên đề của tôi nói về thanh toán quốc tế, nhưng tập trung vào mảng thương mại, không thể không có thanh toán, mình mua hàng mình phải trả tiền, tổ chức trả tiền thì mới lấy được hàng, mình bán hàng không phải để cho không, hoặc là không phải để đổi lấy hiện vật, mà mình bán hàng để lấy tiền. Cho nên là bài nghiên cứu của tôi tập trung vào thanh toán quốc tế, nhưng mảng thương mại quốc tế, thương mại quốc tế có 4 cái phương thức thanh toán cơ bản, 4 phương thức thanh toán quan trọng. Phương thức thanh toán nhờ thu, tiếng Anh gọi là collection payment. Phương thức thanh toán chuyển tiền, remittance payment. Phương thức thanh toán đổi chứng từ trả tiền ngay, cash against document. Và phương thức thanh toán thứ tư, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Và mỗi cái phương thức một, phương thức là gì? Các phương tiện thanh toán, ví dụ như check này, hối phiếu này, lệnh phiếu này, thẻ nhựa này, tôi sẽ không đề cập vì không có thời gian.
Tôi tập trung vào các phương thức thanh toán quốc tế. Phương thức là quy trình tổ chức thực hiện thanh toán. Đứng trên cương vị người bán, tức là thương mại quốc tế có người bán và người mua, đứng trên cương vị người bán, mình tổ chức thanh toán như thế nào? Đứng trên cương vị người mua, mình tổ chức thanh toán thế nào? Thế và có bốn cái phương thức quan trọng. Và trong cái quá trình tôi hỗ trợ các anh chị đã hiểu thì hiểu rõ hơn về các phương thức thanh toán này. Về cơ bản, những cái ưu điểm hạn chế khi sử dụng phương thức thanh toán này. Bởi vì có những cái phương thức thanh toán có lợi cho người bán nhưng bất lợi cho người mua. Nhưng có phương thức thanh toán có lợi cho người mua nhưng bất lợi cho người bán. Bất lợi cho người bán. Và các anh chị ngồi đây này, đất nước của chúng ta mua và bán rất cân đối. Nhiều doanh nghiệp chỉ xuất mà không nhập. Có những doanh nghiệp chỉ nhập mà không xuất. Có những doanh nghiệp vừa xuất vừa nhập khẩu. Vừa xuất vừa nhập khẩu. Thế cho nên là cả xuất lẫn nhập. Với cái phương thức thanh toán này thì các anh chị khi nghiên cứu thì chú ý cái cơ cấu sau đây. Cơ cấu sau đây. Nắm rõ về khái niệm quy chế vận hành hoặc là công ty, nhiều tư vấn cho nhiều công ty về thanh toán quốc tế. Thế cho nên là các anh chị trong cái quá trình ở buổi cuối, à, tức là ở cuối buổi, anh chị nào thắc mắc về cái gì ghi ra giấy, sau đó đưa lên cho tôi sẽ giải đáp. Bởi vì tôi trình bày lý thuyết và những cái vấn đề cơ bản một chút, nhưng mà các anh chị có quyền là đưa lên yêu cầu anh chị muốn làm kỹ về cái gì, làm kỹ về cái gì. Và trong năng lực của mình tôi sẽ hỗ trợ anh chị. Tuy nhiên bài học ở đây không phải là kết thúc ngay, mà các anh chị có quyền là có thể nói là gì đấy, tôi sẽ hỗ trợ các anh chị bằng cách là các anh chị có những cái có thể nói là có những cái mà anh chị còn vẫn chưa được giải cái đáp thỏa mãn. Đúng 11 rưỡi tôi rời khỏi đây. Bởi vì chiều tôi có dạy trực tuyến online, thay vì tôi dạy buổi chiều nên tôi phải đổi vào buổi này. Thế dạy cho trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong dịch Covid này, sinh viên học ấy mà có thể nói online ấy. Tôi về ăn xong lập tức 1 giờ phải vào giảng trực tuyến, mở phòng cho các bạn vào. Thế cho nên là các anh chị khi nào các anh chị vẫn còn công thì các anh chị ghi cái địa chỉ của tôi trên email này. Võ Thanh Thu amoc@yahoo.com. Và các anh chị phải nói rõ, giới thiệu rõ mình là ai, bởi vì sinh viên nhiều lắm. Nội hiện nay giảng trực tuyến ấy, là tôi giảng 6 buổi trực tuyến. Mà nhân lên số người xem. Nhân lên số người. Mỗi lớp 50 người. Đó là phương thức thanh toán nhờ thu, nhờ thu, collection payment. Với phương thức thanh toán nhờ thu thì các anh chị thông thường trong thực tế nó có
hai loại nhờ thu. Nhờ thu phiếu trơn, người ta gọi là clean collection, và nhờ carry collection. Đến lượt mình, nhờ thu kèm chứng từ, document carry collection này, nó lại chia làm hai phương thức DP và DA. DP nói gọi lại nhờ thu đổi chứng từ trả tiền ngay. Chữ against này là đổi lại hoặc chống lại, như ở chỗ này mình dịch lại đổi lại. Nhờ thu đổi chứng từ trả tiền ngay. Và DA, nhờ thu đổi chứng từ chấp nhận trả tiền. Viết tắt DA. Và các anh chị đến ngân hàng ấy, người ta hỏi bạn muốn thanh toán DA, thì mình biết ngay là trả tiền ngay, thuộc về phương thức thanh toán nhờ thu. Nhiều khi có những cái tiếng ấy ở trong ngân hàng ấy, nó không đổi ra tiếng Việt thuần túy, mà nó hỏi bạn thanh toán DP hay DA, nói rõ đi. Thì nhìn chung với phương thức thanh toán này, rủi ro nhiều cho nhà xuất khẩu. Thì rủi ro nhiều cho nhà xuất khẩu. Lý do tại sao? Thì bây giờ tôi nói tóm tắt lại cho anh chị. Ở trong sách vẽ, cái quy trình nó hơi khác đi một tí. Phía bên tay trái thì tôi để sang phía tay phải, phía tay phải tôi để sang bên tay trái, để các anh chị có cách nhiều chiều, cách tiếp cận với cái nghiên cứu. Mình coi như đây là khám khá mới. Mình xem đấy, bảo ủa, trong lớp sao cô giảng khác mà bây giờ về đọc khác? Không khác đâu, tôi đổi vị trí thôi nhé. Để các anh chị có những cách khám phá nhiều chiều cho một vấn đề, như vậy nó hiểu rõ. Về nhờ thu phiếu trơn, nhìn lên đây này, có những người sau đây liên quan đến phương thức thanh toán nhờ thu phiếu trơn. Người thứ nhất, người mua, người nhập khẩu. Tôi nói về tập trung vào mấy về thương mại quốc tế, bởi dịch vụ quốc tế này, dịch vụ về vận tải, dịch vụ về bưu chính viễn thông, dịch vụ về các loại hình dịch vụ bảo hiểm, người ta cũng có thể nhờ thực hiện tập trung. Ngân hàng, người bán hay gọi là người xuất khẩu, collecting bank, ngân hàng thu hộ tiền, và ngân hàng chi nhánh của ngân hàng thu hộ tiền, nhưng nó nằm ở nước người nhập khẩu. Anh chị ạ, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay, là các ngân hàng của Việt Nam, các ngân hàng của Việt Nam, thì các anh chị cũng biết được rằng các ngân hàng của Việt Nam cũng tham gia đầu tư ra nước ngoài. Ví dụ Vietcombank chẳng hạn, có trụ sở tại, mở chi nhánh tại Lào, mở chi nhánh tại Campuchia, mở chi nhánh tại cả Mỹ nữa, Hiệp chủ quốc Hoa Kỳ, vân vân và vân vân. Thế phải trong trường hợp này ấy, là các anh chị biết rằng là tuy nhiên có thể không phải ngân hàng chi nhánh thì ủy quyền cho một cái ngân hàng nào đó ở nước người nhập khẩu và chia ấy là chi phí cho họ. Quy trình thanh toán như sau: một, người bán giao hàng cho người mua theo hợp đồng ngoại thương và trả phận. Tất nhiên trong hợp đồng ngoại thương ghi rõ phương thức thanh toán là nhờ thu trong trường hợp này. Một phải gửi toàn bộ các chứng từ liên quan đến lô hàng để người mua biết được rằng người bán đã hoàn thành xong giao này, và để với bộ chứng từ này người mua có thể nhận hàng ở người mua có thể nhận.
Bộ chứng từ này là có thể nói là nó trùng thời, là có thể nói là dùng nó người mua có thể nhận hàng được, dùng nó người mở đơn, hóa đơn thương mại, packing list, CO, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vân vân, theo yêu cầu do hai bên thỏa thuận. Sau đó người bán làm gì? Hay người bán lập đối chiếu chứng BE đây này, Bill of Exchange, Bill of Exchange. Lập hối phiếu. Hối phiếu là mệnh lệnh đòi tiền. Người bán lập hối phiếu đòi tiền người mua gửi đến ngân hàng thu hộ tiền, nhờ họ thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu. Số 3, ngân hàng thu hộ tiền. Ngân hàng thu hộ tiền chuyển hối phiếu đến ngân hàng chi nhánh của mình tại nước người nhập khẩu. Không có ngân hàng chi nhánh thì ủy quyền cho ấy, ngân hàng dịch vụ người mua thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu. 4. Chuyển hối phiếu đến đây. Chuyển hối phiếu đến đây. Nhà nhập khẩu hành động như thế nào? Nhìn trên hối phiếu, nếu đây là trả tiền ngay thì 5. Nhà nhập khẩu đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để chi trả cho người xuất khẩu theo con đường số 6. Và khi tiền về đến tài khoản, ngân hàng báo có cho người xuất khẩu biết rằng tiền đã có trên tài khoản. Số 4 này, chuyển tiền đến đây có thể đây là hối phiếu trả chậm. Nhìn nó, nhìn trên hối phiếu người ta biết trả chậm bao nhiêu ngày. Trả chậm bao nhiêu ngày. Người bán đòi tiền cho phép người mua trả chậm bao nhiêu ngày, tất nhiên trong hợp đồng ngoại thương đã đặt được thỏa thuận trước đó. Thì người mua hành động như thế nào? Người mua xem xét tính hợp lệ của hối phiếu, nhìn trên hối phiếu và ghi chấp nhận thanh toán vào ngày xác định. Dụ tôi sẽ thanh toán cho hối phiếu này sau 2 tháng hoặc 3 tháng hoặc 1 năm. Và sau đó chuyển hối phiếu về cho ngân hàng để ngân hàng 6, 7 chuyển hối phiếu trên đó có chữ accept to pay của người mua trên đó. Và hối phiếu bây giờ không còn là tờ giấy bình thường nữa, là tờ giấy có mệnh giá như tiền. Người bán kia với hối phiếu trả chậm muốn nhận được tiền thì phải chờ đợi đến đúng ngày mà nó accept to pay mới nhận được tiền. Nhưng trong trường hợp người bán quá cần tiền đi thôi, trong trường hợp này có hai hành vi có thể xảy ra để mà có sớm có tiền. Hành vi số 1, thế chấp hối phiếu này cho ngân hàng để vay tiền. Tất nhiên vay tiền chịu lãi suất. Vì hối phiếu trả chậm nó là một tài sản, nó là phương tiện thanh toán, bắt buộc phải trả tiền khi đến hạn người mua, phải bắt buộc phải trả tiền khi đến hạn thanh toán. Và các anh chị biết rằng là trong trường hợp này thế chấp cho ngân hàng để vay tiền cái tờ giấy thôi, nhưng nó là tiền, nhưng mà tiền trong tương lai. Hành vi thứ hai, thôi mình bán luôn hối phiếu cho ngân hàng. Tất nhiên trường hợp này người ta gọi bán lúa non. Bán lúa non như vậy thì các anh chị biết rằng thường xuyên đi bán lúa non như vậy thì mệnh giá là các anh chị biết rằng cái tiền mà mình thu được thấp hơn so với trị giá thật của hối phiếu. Vì ngân hàng mua lại, nó cũng phải có lợi để đến thời hạn thanh toán. Không được thanh toán thì sao? Trong trường hợp này thì các anh chị biết là có thể nói rủi ro thấy được ngân hàng mua lại, cái hành vi sớm bán hối phiếu cho ngân hàng để sớm có tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Hành vi sớm bán như vậy người ta gọi chiết khấu hối phiếu.
người sở hữu của xứng đáng của Chúa cho nên này. Với quy trình thanh toán như vậy, với quy trình thanh toán như vậy, thì kinh nghiệm cho thấy, kinh nghiệm cho thấy phương thức này nó có cái ưu điểm. Thứ nhất là anh chỉ biết quy trình thanh toán khá đơn giản. Vì ngân hàng, vì ngân hàng can thiệp vào cái quá trình thanh toán ít. Cái gì mà nhiều người can thiệp vào cái quá trình thanh toán ít thì anh chỉ biết rằng là nó phức tạp, ngân hàng sẽ kiểm soát. Còn cái này thì ngân hàng nó tham gia ở mức độ nào đó thôi. Cho nên một cái ngân hàng tham gia vào quá trình thanh toán. Phí thanh toán. Nhiều ngân hàng chơi đẹp còn miễn phí đến ngân hàng tôi cái gì cũng mình đến ngân hàng mình chuyển tiền mà. Nhiều ngân hàng chơi đẹp khỏi phải phí chuyển tiền, miễn cô gửi tiền ở đấy nhiều, miễn cô ơi thực hiện những dịch vụ nhiều ở đấy. Cho nên phí thanh toán ưu điểm tốc độ thanh toán. Vì ngân hàng ít can thiệp, cái nào cũng ta nhờ mình ấy làm, thậm chí là tốc độ thanh toán nhanh được ngân hàng kiểm soát nhiều. Tuy nhiên, cái phương thức thanh toán này, nếu anh chỉ làm clean connection, nhờ cung đúng không? Thì anh chỉ nhớ rằng, đây là phương thức thanh toán dù cho cao cho người bán, người xuất khẩu. Tại sao cao? Bởi vì một giao hàng, một phải giao toàn bộ chứng từ có liên quan đến giao hàng để người mua, một biết được rằng người bán đã hoàn thành xong việc giao hàng. Phải giao hàng bộ chứng từ người bán trước hàng lại đủ cho nó ra khi mình đã giao xong hàng. Ví dụ như là chẳng hạn là cái chị 10.000 mà muốn sang 5.000 không bao giờ có để tấn cuối cùng để tạo ở đâu và cứ cấp đi cấp trước đi trước sau không sao đủ tốt cũng sao đủ nếu không bởi vận động chính là sở hữu về hàng hóa và các bên chịu trách nhiệm liên quan đến cái vận động. Cho nên ở đây tôi cũng muốn nói người mua này, người mua ấy, ngoài ra cái bộ chứng từ này người mua có thể nhận hàng ở nước đó. Cho nên bộ chứng từ trong kinh doanh quốc tế trong ngoại thương nó có khả năng chưa nhận thấy hàng hóa có thể bán ngay bộ chứng từ, có thể bán ngay bộ chứng từ. Cũng như anh chị có nhiều khi là nhiều nơi là có thể nói chưa anh nhận được cái nhà cửa nhưng mà anh chỉ có sổ đỏ sổ hồng anh chỉ có thể bán đi bởi vì nó sở hữu. Cho nên một giao hàng một phải giao bộ chứng từ, cái này rủi ro cao. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà phương thức này có tên là clean collection nhờ thu filter đơn tức là thu thu. Một giao hàng một phải giao bộ chứng từ, người mua không nắm giữ đấy, người bán không nắm giữ được gì nữa. Cả cái người mua uy tín không có, lương tâm không có. Nhưng mà lương tâm trên đời này anh chị biết là nó không có răng, nên nó không cảm biết. Bây giờ nó khó khăn quá, nó khó khăn thế lớn. Thế cho nên là trong trường hợp này anh chị biết hạn chế sử dụng thanh toán trong cái hoạt động thương mại thông thường. Tôi nói thông thường, hạn chế sử dụng trong hoạt động thương mại quốc tế thông thường. Hôm qua tôi nhận được tin một cái thư, bởi vì đây là lần thứ hai của khóa này, tôi nhận được thư và thư cô em muốn là
người mua hàng của người anh chơi lấy cho được hay không, bởi vì cần hàng quá nên trên đời này không bắt chấp kinh doanh, bởi vì tìm đối tác nó cũng như là hôn nhân. Cố gắng rồi sẽ gặp nhau, có thiện chí cái mối quan hệ sẽ bền lâu. Nên không xúc ruột bằng cách mình bất chấp hết, mình bất chấp hết rồi rủi ro bởi vì mục tiêu kinh doanh là tiếng nói. Muốn kiếm được lời thì phải đảm bảo an toàn cho kinh doanh mới kiếm được lời. Đấy, trên này tuy nhiên phương thức này cũng áp dụng mà ở trong cái cuốn làm cho anh chị thấy mục tiêu kinh doanh là các anh chị chỉ biết rằng là tuy nhiên trong thực tế cái phương thức thanh toán này vẫn được áp dụng trong thực tế, đó là giữa người mua và người bán có quan hệ đặc biệt về tổ chức, đặc biệt về tổ chức. Tôi lấy ví dụ như mở cửa kinh doanh thì các anh chị biết rằng là nhiều doanh nghiệp đã đầu tư đi nước ngoài, đến giờ này anh chị biết rằng là cả đất nước của chúng ta đã có khoảng 1.500 dự án đầu tư đi các nước, đầu tư đi các nước, trong đó có Viettel, trong đó có Petro Việt Nam, trong đó có Mạng Anh Gia Lai, có nhiều doanh nghiệp khác, Vinamilk cũng đầu tư ra nước ngoài, trong đó có đầu tư vào New Zealand, có đầu tư vào Nga, đầu tư vào một số nước để xây dựng vùng nguyên liệu ở đấy, chế biến nguyên liệu thô ở đấy đưa về trong nước giải quyết. Và trong trường hợp này mình kinh doanh với kinh doanh với lại canh chị biết rằng là có thể nói là máy móc trang thiết bị được thanh toán phức tạp, sử dụng clean collection được rồi bởi phí thanh toán thấp, tốc độ thanh toán nhanh, không vậy nữa. Đứng thứ 14 trên thế giới về dân số, tổng cộng dân số của chúng ta gần 100 triệu người rồi, bằng nhiều nước con cộng lại. Brunei có 400.000 người, chưa bằng một cái quận Bình Thạnh hoặc quận Tân Bình ở chúng ta. Singapore 5 triệu người. Cho nên với nguồn nhân lực như vậy, nên chúng ta trở thành trung tâm nhiều quần áo của thế giới. Người ta gọi là sao? Một trang. Ai nghe tiếng nước ngoài? Ai nghe tiếng nước ngoài?
lương công nhân viên trong cái ai sợ như vậy phải bố trên đồng hai trên dưới 100.000 người dễ ai đi đó cứ 100 đôi sản xuất trên thế giới thì có 48 đôi sản xuất tại Việt Nam 48 đôi. Điều này có nghĩa là gì? Hoặc là các anh chị biết rằng là trong trường hợp này vừa thanh toán tiền gia công túi sách vừa vali vân vân giày dép quần áo gia công sản xuất khẩu mà tổng cộng gia công thì chúng ta được đạt trong tỷ đô la trong trường hợp này thanh toán tiền gia công có thể sử dụng phương thức kinh doanh. Tại sao vậy? Vì người mua có thể không chết, à xin lỗi, người bán có thể không chết trả tiền của mình. Người bán có thể giao hàng, giao công có thể không chết trả tiền. Các thương hiệu lớn của anh chị như này thì Adidas, Reebok, nó thuê giao công ấy. Thì vì anh chị đã nó không tự động cho chúng ta máy móc trang thiết bị của chúng ta, nó đưa máy móc trang thiết bị của nó vào. Nó có thể cho mua các túi sách, nó đưa chuyên gia làm một giám sát việc tổ chức gia công. Ngoài ra nó đưa nguyên phụ liệu này từ cái đặc hiệu nhỏ nhỏ nó nhập vào từ vân vân này. Và trong trường hợp này thì chỉ đưa nguyên vật liệu trước thì nó tổ chức gia công sau. Thông thường một cái hợp đồng gia công có thể cứ nguyên vật liệu trước, sau đó tôi giao hàng xong tôi sẽ bổ chứng từ cho anh, trả tiền ra công cho tôi thông qua clean collection và tôi không sợ anh không trả tiền vì anh không trả tiền ra công cho tôi, tôi ra đi tôi siết máy móc trả tiền, tôi siết nguyên vật liệu, thậm chí tôi siết chuyên gia không trả tiền nữa. Và trong trường hợp này, người ta vẫn có thể sử dụng chứ không phải lúc nào MCSC. MFC là phải có điều kiện vì ngân hàng trực tiếp tham gia. Thế cho nên, với cái phương thức này, thì tôi cũng nói em chỉ rằng là người ta có thể có những phương thức này là ít. Sử dụng, nếu nó có sử dụng chứ không phải là cái phương thức nữa nhờ thu tiền chứng từ tính an toàn của nó cao hơn một chút, tính an toàn của nó cao hơn một chút, rủi ro nó ít hơn một chút. Vì sao? Người bán giao hàng nhưng không giao bộ chứng từ, người bán giao hàng nhưng không giao bộ chứng từ. Hai, gửi bộ chứng từ cộng với hối phiếu đòi tiền đến ngân hàng thu hộ tiền. Thu hộ tiền số 3 thẻ. Số 3 thẻ. Số tiền ghi trên hộ phiếu. Và trong trường hợp này các anh chị, ngân hàng sẽ giữ lại bộ chứng từ tại đây. Giữ lại bộ chứng từ tại đây. Chuyển hối phiếu đến đây để đòi tiền. Chuyển hối phiếu đến đây để đòi tiền. Và các anh chị ạ, tại đây nếu trả tiền ngay thì đến ngân hàng làm thủ tục thanh toán. Đổi lại ở hết đổi lại ngân hàng, bởi vì ngân hàng giữ bộ chứng từ tại đây, không đưa, không ấy, ban đầu không một, giao hàng thôi không giao bộ chứng từ, mà không có bộ chứng từ là không nhận được hàng, bộ chứng từ gốc. Cho nên ngân hàng sử dụng bộ chứng từ để khống chế người mua trong vấn đề trả tiền. 4, chuyển hối phiếu đến đây đòi tiền. 5, mình đến ngân hàng làm thủ tục thanh toán. Nếu trả tiền ngay thì làm thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài.
chuyển tiền ra nước ngoài. Nếu đây là hối phiếu trả chờ đi hay thì nhà nhập chuyển hối phiếu này cho ngân hàng. Và trong trường hợp này, ngân hàng đổi lại sẽ đưa bộ chứng từ cho nhận hàng. 6 con đường đi của tiền tệ hoặc 6 con đường đi của hối phiếu trả chờ có chữ accept to pay. Và tất nhiên vốn chuyển hối phiếu đến đây, nhà nhập khẩu từ chối thanh toán thì không có cái bước đổi lại, người mua sẽ không có bộ chứng từ để đi nhận. Người mua có thể nói là trong trường hợp này người bán dùng bộ chứng từ để không dùng bộ chứng từ không chạy mua. Thế cho nên là với cái phương thức thanh toán này được coi là an toàn hơn, nó khống chế à, có thể là khống chế người mua về hành động thì mới có bộ chứng từ, hành động thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì mới có bộ chứng từ. Và khi có bộ chứng từ như vậy thì các chị biết rằng là mới đi nhận hàng. Tuy nhiên như tôi đã đề cập, với phương thức này có lợi cho nhiều nhà nhập khẩu. Nếu bạn là nhà nhập khẩu, họ đề nghị thanh toán nhờ thu, nói chung là tính an toàn cao hơn. Có lợi cho nhà nhập khẩu hơn, an toàn hơn đối với nhà nhập khẩu. Vì các anh chị ngồi đây không những chỉ là người bán mà còn là người mua. Đất nước của chúng ta cũng là nhà nhập khẩu lớn của thế giới. Đừng tự ti nhé. Chúng ta cái chỉ trên thế giới này có 270, hơn 270 nước và khu vực lãnh thổ, hơn 270 nước và khu vực lãnh thổ. Nước ta đứng thứ 32 trên thế giới xuất khẩu nhiều. Tuy nhiên chúng ta đứng thứ 28 trên thế giới về nhập khẩu nhiều. Đứng thứ 28 phương thức thanh toán. Phương thức này có lợi cho người mua. Khi chúng ta là người mua, chúng ta là người mua nhiều đấy, không phải mua ít đâu. Thế cho nên là trong trường hợp này, anh chị biết là nó có lợi cho nhà nhập khẩu. Chi phí thanh toán thấp, thủ tục thanh toán đơn giản, như tôi có đặt đề cập. Tính an toàn trong thanh toán thấp, kể cả áp dụng BP và tính an toàn trong thanh toán thấp, kể cả áp dụng BP và DA, dùng bộ chứng từ để khống chế người mua trong vấn đề trả tiền. Tại sao vậy nhé? Nhìn mua giao hàng, hàng lên đến cỡ đất khách quê người rồi nhé. Bây giờ mình mới làm thủ tục đòi tiền theo con đường số 2. Bây giờ người mua không nhận hàng thì sao đây? Và trong trường hợp này lại phải tìm người mua mới. Và tìm người mua mới thì các anh chị biết rằng là chi phí lại phát sinh. Đa số các doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ muốn làm được lô hàng xuất khẩu là cũng phải vay vốn ngân hàng để tổ chức sản xuất ra hàng. Cung cấp. Bây giờ hàng tồn kho ứ động mà nó ở ngoài, không người chở nó. Thì sao đây? Thì sao đây? Trong trường hợp này chỉ là có thể nói là hàng đã rồi mới có biểu hiện. Nó khi mình cũng không đang giải bán nữa. Tại sao vậy? Vì đất nước của chúng ta cũng là đất nước xuất khẩu nông thủy sản lớn, nông thủy sản nhiệt đới lớn. Hiện nay COVID xảy ra, các ngành công nghiệp cũng chết dở, nhưng riêng nông nghiệp chúng ta vẫn xuất khẩu tốt. Thậm chí gạo hiện nay chúng ta xuất còn cao hơn năm ngoái. Cả cha, cả ba sen, vân vân, vẫn đều đang xuất khẩu được.
những thứ này các anh chị ạ, nó không tồn tại trong lưu thông lâu đâu. Em đã từ bây giờ người mua này đã từ chối thanh toán, từ chối thanh toán này. Thì trong trường hợp này tôi, thì trong trường hợp này tôi cũng nói em gặp khó khăn, hàng có thể hư hỏng. Tôi lấy ví dụ một doanh nghiệp ở Cà Mau xuất khẩu 2 lô tôm sú đi Nhật Bản, tôm sú, và các anh chị biết trong đó một container, cái bộ phận làm lạnh nó bị hư, bộ phận làm lạnh nó bị hư, và các anh chị biết tàu ấy nó đưa ra, có thể nói nó chảy ra tàu ấy rất là hôi, cho nên hãng tàu họ cấp báo cho người mua biết là chuẩn bị nhận hàng gấp. Người mua nhận được thông tin này rồi thì các anh chị biết rằng khi nhận được hối phiếu đến đây đòi tiền, nó từ chối nhận hàng. Vì trong thông báo còn nêu rõ cấp báo hàng đã bị hư, hư thối, nhận mau. Ngoài ra phải nộp 3.000 đô la Mỹ, một cái trị giá tương đương với 3.000 đô la Mỹ chi phí dọn dẹp vệ sinh tàu. Nó từ chối luôn. Và tất nhiên trong trường hợp này vì cái vận đơn nó chỉ cho phép nhận 2 chứ không phải nhận 1, mình không ấy là có thể nói lường trước được cái tình hình này. Và cuối cùng mình phải ủy quyền cho lãnh sự quán của mình, đại diện thương mại của mình tại Nhật Bản nhận hàng, đóng phí dọn vệ sinh môi trường, còn một công tìm người mua mới. Mà mua phải với cái trường hợp này lỗ, lỗ đấy, chi phí hủy hàng hóa. Có người bảo thưa cô có đợi điều về nước làm mắm được không? Không được đâu. Mình cũng là ai mà đưa hàng hư hàng thúi về Việt Nam. Hơn tí nữa là làm mắm, tôi biết là nó cũng làm tôm tươi chứ không phải tôm khô đâu. À, tôm tươi chứ không phải là tôm mà có thể bị hư thúi đâu. Và thưa cô sao nó hôi thế, mắm rất là hôi. Đấy, cho nên lưu ý. Vậy bây giờ để xem phát biểu phương thức thanh toán nhờ thu thực hiện trong trường hợp nào theo anh chị? C. Ai chọn D? Như vậy 50-50 chọn C, 50 chọn đấy D. Đáp số. Củng cố lại kiến thức. Đáp số cuối cùng là đúng. Lợi thế bên phía người bán không nên chọn nhờ thu. Lợi thế tức là gì? Mình cung cấp hàng với khối lượng lớn, mình cung cấp hàng với chất lượng cạnh tranh, mình cung cấp hàng với giá rẻ. Trong khi đó phương thức này được kết luận trong điều kiện bình thường, ông nói đặc biệt trong điều kiện bình thường là không nên áp dụng với người bán, không nên áp dụng với người bán để củng cố lại cái kiến thức. Không nên áp dụng. Cho nên là người cung cấp ít, người cung cấp thì ít,
mình gọi là cung cấp hàng độc quyền, không mua của mình được, ít mua được ở đâu cả, hoặc rất nhiều ít người cung cấp, tức lợi thế bên phía người bán, lợi thế bên phía người bán. Không nên áp dụng cái phương thức nhờ thu trong điều kiện kinh doanh bình thường. Câu hỏi tiếp theo để củng cố kiến thức. Suy nghĩ nhé, ai cũng có suy nghĩ của mình để tập trung, để củng cố. Bây giờ đáp số, ai ai chọn C giơ tay. C. Ai chọn D giơ tay. Đa số D. Không có ai chọn B, có một người chọn A, hai người chọn C. Đáp số đúng. Bởi vì các anh chị phải đọc kỹ, nó gọi là không nên nhá, không nên áp dụng. Không nên áp dụng. Không chọn được đáp số. Vì đối với nhờ thu nhá, nên áp dụng trong trường hợp có quan hệ đặc biệt với tổ chức. Vì tính rủi ro cao mà. Cho nên nên áp dụng trong trường hợp ấy có quan hệ đặc biệt với tổ chức. Lô hàng giao dịch trị giá nhỏ. Trị giá nhỏ. Đối tác quen biết. Đối tác quen biết thì nên áp dụng chứ không phải không nên áp dụng. Trong khi đó câu hỏi là không nên áp dụng nhé. A và B không nên áp dụng. Thực tế A và B là nên áp dụng. Trong khi đó câu hỏi không nên áp dụng và D là đúng nhất. Và đa số các anh chị đã đúng. Đa số các anh chị đã đúng. Câu hỏi tiếp theo. Nhà xuất khẩu muốn mua hàng nhé. Muốn đối tác mua hàng, trả một phần tiền ứng trước. Trả một phần tiền ứng trước thì áp dụng phương thức thanh toán nào? Chọn. BP đổi chứng từ trả tiền ngay. BA đổi chứng từ chấp nhận trả tiền, gọi là B. AB đều có thể chọn được. Và AB đều không áp dụng. Sau khi cô trình bày từ nãy từ sáng giờ thì theo các anh chị là ai chọn A giơ tay, ai chọn B, ai chọn C và ai chọn D. Đúng thế, đây là phương thức thanh toán chỉ trả ngay hoặc trả chậm, không có ứng trước tiền. Cho nên là các anh chị đến ngân hàng, các anh chị bảo cho tôi áp dụng phương thức nhờ thu coi, nhờ thu coi, lấy tiền hộ tôi số tiền này, không có, nó chỉ có trả ngay hoặc trả chậm mà thôi, trả chậm mà thôi. Và để kết thúc phương thức nhờ thu,
tôi đưa ra cái khuyến cáo, và khuyến cáo này đã gửi cho anh chị rồi, phải ghi chép đi. Khuyến cáo áp dụng phương thức thanh toán nhờ thu trong các trường hợp khi doanh nghiệp là nhà nhập khẩu, khi doanh nghiệp là nhà xuất khẩu thì chỉ nên áp dụng, thì chỉ nên áp dụng lỗ hàng trị giá nhỏ, khách hàng quen biết, có uy tín trong thanh toán. Ở đây khuyến cáo anh chị là có thể nói là hạn chế đổi đối tác kinh doanh. Tôi nói hạn chế thôi, chứ không phải là tuyệt đối cấm, mà hạn chế đổi đối tác kinh doanh. Tại sao hạn chế đổi đối tác kinh doanh nhé? Bởi vì các anh chị biết rằng là doanh nghiệp nào, đối tác nào nó có ưu điểm và nó có hạn chế của nó. Có ưu điểm và hạn chế của nó. Ưu điểm và hạn chế. Và đối với đối tác quen biết, chúng ta biết rõ được ưu điểm và hạn chế. Khi biết rõ như vậy, chúng ta chủ động tìm cái biện pháp khắc phục. Còn đối tác mới, chúng ta là các anh chị biết rằng là cái khả năng hiểu rõ được đối tác hạn chế, cho nên nó còn cái nhỏ thôi, cái nhỏ thôi. Đó, tức là gì đấy? Có thể những cái rủi ro nhỏ thôi, nhưng nó có thể gây lớn vì chúng ta không chủ động áp dụng những biện pháp phòng ngừa. Không chủ động được áp dụng những cái biện pháp phòng ngừa. Cho nên là một trong những chiến lược kinh doanh hiện nay là các anh chị biết là nó thành lập một cái gọi là chuỗi cung ứng ổn định. Chuỗi cung ứng ổn định, chuỗi kinh doanh toàn cầu, xây dựng một chuỗi thì chúng ta mới dễ có thể nói là giảm thiểu cái rủi ro, giảm thiểu rủi ro. Và trong trường hợp nếu mà xây dựng được cái chuỗi kinh doanh tốt thì anh chị thậm chí lô hàng lớn nó mà khách hàng quen biết, chúng ta cũng có thể áp dụng nhờ thu. Áp dụng nhờ thu. Tôi lấy ví dụ. Tôi đã đến Nhật Bản mấy lần. Và trong một lần cấp tác, làm cái đề tài cấp quốc gia mà tôi làm chủ nhiệm, thì tôi nhận thấy rằng là tại Nhật Bản có một cái công ty mang tên Nidec. Công ty Nidec này là nó đóng tại khu chế xuất Tân Thuận của chúng ta. Và tôi hơi ngạc nhiên, đây là một công ty độc lập, nó mang tên Nidec, nhưng nó chỉ có một khách hàng thôi. Có một khách hàng duy nhất để nó bán. Một khách hàng. Khách hàng của nó chính là Toyota Việt Nam và Toyota Nhật Bản. Nó chuyên sản xuất thiết bị điện để cung cấp cho các xe hơi. Nó có một khách hàng, có những khách hàng quen biết. Và anh chị biết rằng khi có rủi ro xảy ra, nó dễ dàng nhận biết được rủi ro, nó dễ dàng nhận biết được rủi ro, nó dễ dàng tìm cách khắc phục, tìm cách khắc phục. Thì có một sự kiện như sau, có một sự kiện như sau, thì có thể nói tại ý và có thể nói là công ty Nidec Việt Nam này. Thì có một phân xưởng sản xuất thiết bị điện cho Toyota Nhật Bản. Anh xưởng trưởng thì anh cũng làm nghiêm khắc, anh hoạt học theo cái phương thức tây, có thể phong cách Nhật Bản nghiêm lắm, kiểm soát từng công đoạn một. Trong khi đó công nhân của chúng ta ở trong những bộ phận này thì có thể nói dân đi nhập cư nhiều và ở những cái vùng miền khác nhau. Một số người không hiểu vẫn có cái tay có thể phong cách nông dân đi, cho nên là các anh chị biết rằng là có thể nói là gì, tính kỷ luật kém,
cho nên là cái hoạt động ấy thường có sản phẩm hỏng này, rồi là thường ấy là các anh chị biết là tốc độ chậm này, làm ứ đọng hàng trên dây chuyền vân vân là thế. Thì anh sở trưởng này anh ấy ghi chép phải là chấm công thấp, trừ lương và trừ nhiều lần ấy, anh làm cho công nhân mong muốn trả thù. Thì có một công nhân xì trả thù bằng cách trước khi đóng gói thiết bị điện vào những cái dây nhựa thì nó cắt ở phía trong, cắt phía trong lõi, sau đó nó bọc dây nhựa lại, nó chuyển sang Nhật Bản. Thì các anh chị biết rằng không hiểu là cái khâu kiểm định như thế nào mà chuyển được cái chót lọt 20 mấy bộ ấy, cái dây điện xe hơi sang Nhật Bản. Nhật Bản trước khi là các anh chị biết là họ đưa sản phẩm vào thì nó kiểm định, nó nhận thấy là tại sao mấy cái này bị lỗi mà không vào định, nó tháo ra thì nó nhận thấy rằng ở trong này không phải chuột cắn, bởi chuột cắn thì nó phải ảnh hưởng cả dây nhựa. Và nó truy tìm thì Milec Việt Nam. Và trong cái thời buổi đó là các anh chị biết là công an cũng phản cuộc, vì công an cho rằng đây có cái sự phá hoại công ty, phá hoại môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Và họ còn nghi ngờ có sự tham gia của nước ngoài để làm sao cho các công ty Nhật Bản họ thấy rằng vào Việt Nam kinh doanh không an toàn. Công an của mình vào cuộc, cuối cùng phát hiện ra cái ông này và ông ấy vì tư thù cá nhân, và công ty từ đấy trở đi có những biện pháp phòng chống và đền bù thiệt hại cho Toyota của Nhật Bản. Xin lỗi, tuy có lỗi như vậy nhưng mà Toyota nó vẫn đeo đuổi Milec Việt Nam, vì nó đã biết rằng là cái hạn chế của nó rồi. Và cái chị trong công ty này thường xuyên thanh toán nhờ thu phiếu trông, nó không ngại ngại, mặc dù cái khối lượng hàng rất là lớn nó vẫn sẵn sàng áp dụng cái phương thức thanh toán này. Và như lúc nãy tôi có câu hỏi với anh chị, vậy ứng tiền trước không sử dụng với phương thức nhờ thu, vậy phương thức nào thì anh chị biết rằng có một cái phương thức thanh toán, đó là phương thức thanh toán chuyển tiền remittance payment, hay nước ta gọi là phương thức PT. Phương thức PT áp dụng như thế nào thì chúng ta nghỉ giải lao một chút được không? Và các anh chị chỗ nào chưa thật lắm ấy mà, thì các anh chị có thể truyền câu hỏi lên nhé, và muốn sâu vào cái gì nhé, vì tài liệu này đưa cho anh chị rồi. Khi nghỉ giải lao các anh chị cố gắng ra ngoài một tí để mà gì đấy.
Các anh chị có thể xác định lại cái email của cô. Về sau này có những cái vấn đề gì có thể không xuất hiện ngay thì về sau này xuất hiện ấy thì cô sẽ có cái sự trợ giúp. Bởi sau đúng giờ là cô phải về thôi. Về phương thức thanh toán chuyển tiền, nó có mấy cái dạng sau đây. Thứ nhất, chuyển tiền ứng trước, pay before shipment, hoặc là tiếng Anh người ta gọi to be deposit. Nó cũng gần như cái dạng người mua chuyển tiền cho người bán, người mua chuyển tiền cho người bán để ứng trước tiền, giúp người bán có vốn làm hàng. Phương thức này có lợi cho người bán, rủi ro cho người mua. Rủi ro cho người mua vì mình chuyển rồi chưa chắc đã nhận hàng như ý muốn, thậm chí bị chiếm dụng vốn, không nhận được hàng bị chiếm dụng vốn hoặc bị quỵt tiền luôn. Và các anh chị biết rằng là không phải dễ dàng đến nước họ để mà đòi tiền được đâu. Và thứ hai là chuyển tiền trả ngay hoặc trả chậm. Nó có lợi cho người mua nhưng bất lợi cho người bán, vì bán xong được mới chuyển trả tiền. Và trước tiên tôi có đề cập đến cái phương thức chuyển tiền ứng trước. Trong tài liệu của anh chị là ứng trước toàn bộ, nhưng ở đây tôi trình bày với anh chị chuyển tiền ứng trước một phần. Đây là to be deposit, đặt cọc không phải đặt hết tiền. Trong thực tế, anh chị khi kinh doanh, anh chị nhớ nhé, là trong điều kiện bình thường lợi thế thường nằm ở bên phía người mua, nằm ở bên phía người mua chứ không phải nằm bên phía người bán. Trong điều kiện kinh doanh bình thường, tất nhiên điều kiện kinh doanh không bình thường là lợi thế bên phía người bán. Tại sao trong điều kiện bình thường thì lợi thế bên phía người mua? Vì muốn mua được hàng là người mua phải sở hữu tiền, có thể có tiền ngay hoặc chưa có tiền ngay, nhưng mà nó sở hữu tiền. Và tiền là một loại hàng hóa đặc biệt. Loại hàng hóa đặc biệt, người ta có thể kinh doanh tiền tệ đấy, người ta có thể đầu cơ tiền tệ đấy, đầu cơ tiền đấy. Ví dụ như có ai đó mua đô, xong sau đó khi nào đô lên giá bán ra, người ta gọi là đầu cơ tiền. Mà chức năng này thường chức năng của ngân hàng, thì anh chị biết là đầu cơ tiền. Tiền là một thứ hàng hóa đặc biệt mà ai cũng cần, nó gọi là vật ngang giá chung, ai cũng cần. Những hàng hóa các anh chị ạ, dù hàng hóa cỡ nào đi chăng nữa thì không phải ai cũng cần, không phải ai cũng cần. Có
Tôi nói ví dụ có những thứ mà có thể nói là gì đấy, gần như ai cũng ăn hàng ngày, đó là gạo. Mình tưởng là gạo dễ bán nhưng mà gạo khó bán chứ không phải dễ bán đâu anh chị ạ. Đặc biệt bán ra thị trường thế giới, vì không phải quốc gia nào cũng ăn gạo, không phải quốc gia nào cũng ăn gạo, chỉ có những cái quốc gia châu Á này nó ăn gạo dưới dạng lương thực, còn châu Âu, châu Mỹ nó ăn gạo dưới dạng thực phẩm. Thực phẩm nó khác với lương thực là ngày nào cũng ăn, ăn mang tính chất chủ lực, không ăn không được, không ăn ấy thì nó cũng phải có cách ăn khác. Bún cũng là gạo, phở cũng là gạo. Nhưng mà các anh chị ạ, có những dân tộc nó ăn gạo dưới dạng thực phẩm. Tôi bản thân tôi cũng là du học sinh ở châu Âu 9 năm lúc còn trẻ. Mấy con Tây nhà tôi nó ăn gạo dưới dạng thực phẩm như thế này, mình nghe thì mình cũng không hiểu được thực phẩm như thế nào. Thứ nhất, nói mua vài lít sữa về, nó luộc gạo lên, nấu cho nó thật nhừ, đưa vào nồi hầm thật nhừ, nhừ xong rồi nó đặt quẹo lại, sau đó nó bỏ hai lạng bơ vào cho nó tan chảy ra, sau đó là nó chia làm 6 phần, vì chúng tôi ăn chung với nhau 6 người, chia mỗi người cục, cục tròn trắng, bơ nhiều, 6 cục. Sau đó dùng bánh mì để quẹt với cái thứ màu trắng này ăn. Lúc đầu hơi khó ăn đấy, nhưng về sau này ăn riết để cho anh chị biết là cũng trở thành cái thức ăn yêu thích. Mỗi lần chúng tôi trở về châu Âu là thích ăn món gì. Cho nên là nó bánh mì là chủ yếu chứ không phải gạo là chủ yếu. Cái thực phẩm nhưng mà ăn đấy tôi cũng khuyến cáo các anh chị ăn cẩn thận. Ví dụ như tôi ăn có những năm lên 13 ký, lên rồi không xuống nổi. Cho nên ai sở hữu hàng hóa không phải ai cũng cần đâu, và đặc biệt ai cần với số lượng lớn không phải dễ. Ta có thể bán cho Trung Quốc 1 triệu tấn gạo một năm, ta có thể bán cho Philippines trên dưới 1 triệu, bởi vì dân tộc họ là ăn gạo. Nên ta bán được cho châu Âu, đặc biệt EVFTA sẽ có hiệu lực thực thi, ta bán được cho châu Âu là các anh chị biết rằng là 100.000 tấn, tức bằng 1/10 cái 1 triệu tấn, rất khó khăn, bởi vì nó nhập theo công cân. Còn cái kia nó nhập nguyên tàu 10.000 tấn, 20.000 tấn. Còn đây châu Âu nó nhập 1-2 công. Cho nên là trong trường hợp này các anh chị sở hữu hàng ấy thì lại phải chi phí bảo quản. Chi phí là các anh chị bảo quản, rồi hàng ấy là có thể nói là không phải lúc nào họ cũng cần, nhiều khi hàng hóa thì họ đến chữ lâu. Còn tiền mà chữ lâu ấy là đẻ ra tiền, vì được lãi suất, vì được lãi suất. Và thứ hàng hóa đấy rất là năng động, tiền năng động. Cho nên câu này cũng là để về sau này các anh chị xác độ, xác định là yếu tố ở trong kinh doanh. Người mua thường có lợi thế hơn người bán ở điều kiện kinh doanh bình thường. Ta không mua được ở người này, ta có thể mua được người khác. Dùng tiền đấy ai cũng cần tiền mà. Nếu ta không mua được nơi này, ta mua ở nơi khác. Nhưng không phải bán hàng cho ai cũng được đâu. Và đặc biệt bán với khối lượng lớn. Ý muốn nói là gì? Các anh chị biết rằng là có thể nói với cái ứng trước toàn bộ ít xảy ra, vì lợi thế bên phía người mua ứng trước một phần. Thì quy trình được thực hiện như sau. Một, người mua đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để ứng trước cho người bán, dứt khoát phải kèm theo hợp đồng, dứt khoát phải kèm theo hợp đồng. Nếu hàng nhập khẩu
phải kèm theo giấy phép nhập khẩu. Cái hàng quản lý bằng giấy phép, ta nhập khẩu thuốc tây phải có giấy phép của Bộ Y tế nhá. Nhập khẩu khẩu trang, thiết bị y tế đều phải có giấy phép của Bộ Y tế. Nhập khẩu giống cây trồng phải có giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhập khẩu thịt, nhập khẩu ấy là các anh chị biết sắt thép vân vân, phải có giấy phép của Bộ Công Thương vân vân. Cho nên phải gửi vào ngân hàng, bởi ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài phải có lý do. Bởi vì các anh chị chỉ cần chuyển một đồng qua ngân hàng cũng có vào ngân hàng trung ương nếu không giải trình được. Mà ngân hàng cứ chuyển ra nước ngoài, các anh chị biết là có thể bị phạt nặng và bị rút giấy phép của ngân hàng chứ không chuyển tùm lum ra nước ngoài. Cho nên các anh chị biết một nhá, là có thể nói là nhà nhập khẩu đến ngân hàng làm thủ tục xin chuyển tiền ra nước ngoài. Hồ sơ xin chuyển tiền gồm có đơn xin chuyển tiền ứng trước, giấy phép nhập khẩu nếu có, với hợp đồng ngoại thương ở điều khoản payment, điều khiển khoản thanh toán mình phải gạch lên. Payment là chuyển tiền ứng trước, phải có chuyển tiền ứng trước, phải có câu đó. Đúng. Sau đó tại đây ngân hàng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của đơn xin chuyển tiền ra nước ngoài. Nếu thấy hợp lệ thì ngân hàng tự động trích từ tài khoản của người mua gửi tại ngân hàng để chuyển ứng trước cho người bán theo con đường số 2. Có hai cách thức chuyển. Chuyển tiền bằng là thư, mail transfer, hoặc chuyển tiền bằng điện, telegraphic transfer, chuyển tiền bằng điện. Nó viết tắt từ hai chữ MT hoặc TT. Thông thường TT áp dụng rộng rãi hơn, đặc biệt trong thời buổi 4.0 này là TT áp dụng rộng rãi hơn. Cho nên nó áp dụng rộng rãi đến cái mức nó áp cả cái tên chính của nó. Tên chính của nó là remittance payment. Cho nên các anh chị vào đấy hỏi ở đây có áp dụng remittance không, nó không biết đâu. Nhiều khi các anh chị bảo ở đây có áp dụng TT hay không thì họ biết đấy. Chữ TT viết tắt từ hai chữ telegraphic transfer, đây là chuyển tiền, đây là tiếng Anh. Nhiều khi mình không dịch vào đấy, các anh chị hỏi ở đây có phương thức TT không, nó bảo có đấy chị ơi, TT là phổ biến. Nhưng các anh chị lại dùng tiếng Việt ở đây có khi nó lại không biết. Và ở đây có phương thức thanh toán tờ tờ hay không, nó nghe lạ quá đúng không nào? Hoặc có ở đây có phương thức TT hay không, TT tiếng Việt kiểu mới. Đúng. Thì nó áp dụng TT. Hiện nay anh chị biết là thời đại mới hiện nay là anh chị biết trong ngôn ngữ tiếng Việt có phải gần 2.000 tiếng Việt. Cái âm tiếng Việt không dịch ra tiếng Việt là, xin lỗi, 2.000 tiếng mà người ta đưa vào từ từ điển tiếng Việt không dịch thuần túy ra tiếng Việt. Ví dụ như các sinh viên nó học cái môn marketing, nói các cụ không biết marketing là gì đâu, nhưng thực tế đây cũng nó cũng có thể dịch ra tiếng Việt được. Market là chợ hoặc thị trường, marketing là môn dạy làm thị trường, nhưng nó không dịch ra tiếng Việt, nó gọi là môn marketing. Đấy, cho nên là rất nhiều tiếng trong đó có từ PT. Khi chuyển tiền ứng trước về đây rồi thì ba người xuất khẩu, ngân hàng dịch vụ người xuất khẩu báo cho người xuất khẩu rằng tiền đã có tại ngân hàng do bên mua ứng trước. Và trong trường hợp này bốn người bán mới giao hàng, giao hàng rồi gửi bộ chứng từ cho người mua để người mua tiếp tục đến ngân hàng lần thứ hai để xin chuyển nốt số tiền còn lại, kèm theo đơn thì có vận đơn, bởi giao hàng rồi mới có vận đơn. Đợt một chưa giao hàng cho nên chưa có vận đơn. Commercial invoice, packing list,
CO, giấy chứng nhận xuất xứ hàng, vân vân. Xin chuyển nốt số tiền còn lại phải gửi vào ngân hàng. Gửi vào ngân hàng theo con đường số 5. Tại đây, ngân hàng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ xin chuyển nốt. Nếu thấy đúng thì ngân hàng lại tiếp tục trích từ tài khoản của người mua gửi tại ngân hàng để chuyển nốt số tiền còn lại cho người bán theo con đường số 6. Và khi tiền chuyển về đến đây rồi thì ngân hàng báo có với cái quy trình chuyển tiền ứng trước, thì các anh chị biết rằng là có người hỏi và thưa cô, sau em đến ngân hàng, em là người mua, em là người mua mà em đến ngân hàng em làm thủ tục rất là đơn giản. Nhưng các anh chị ạ, vào làm thủ tục đơn giản nhưng mà phải nộp đủ các hồ sơ giấy tờ nó liên quan đến lô hàng này, chứ không phải ngân hàng tự động đâu. Bây giờ các anh chị chỉ thử một cái động tác thôi nhé, có kết nối với ai trên mạng ấy. Sinh nhật bạn mình chuyển 50 đô cho bạn để bạn liên hoan, đến ngân hàng xin chuyển 50 đô, nó hỏi cớ gì, mối liên hệ sao, vân vân, hồ sơ. 50 đô về thủ tục cũng rất phức tạp, một đồng tiền chuyển ra nước ngoài không phải dễ đâu. Cho nên là trong trường hợp này lưu ý, còn chuyển tiền trả ngay hoặc trả chậm, trong sách cũng đã đề cập đấy. Với quy trình thanh toán trả ngay hoặc trả chậm như sau: một, người bán gửi cho người mua hàng hóa theo hợp đồng ngoại thương đã ký, một phải gửi toàn bộ các chứng từ có liên quan đến lô hàng. Và người mua trong trường hợp này hay đến ngân hàng làm thủ tục xin chuyển tiền ra nước ngoài. Nếu trả tiền ngay thì đến ngay ngân hàng, nếu trả chậm thì đến đúng thời hạn quy định của hợp đồng. Ngoài đơn xin chuyển tiền ra nước ngoài thì còn giấy phép nhập khẩu nếu có. Giấy phép nhập khẩu, các anh chị biết rằng là với cái tự do thương mại toàn cầu hiện nay, nhiều mặt hàng nhập từ nước ngoài vào không cần phải xin giấy phép. Nhưng có khoảng, bởi vì nhập từ nước ngoài vào Việt Nam có hàng chục nghìn mặt hàng khác nhau, nhưng có những mặt hàng phải xin giấy phép, đặc biệt những cái mặt hàng mà nó ảnh hưởng đến cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, thuốc các loại, nguyên liệu thuốc các loại phải có giấy phép của Bộ Y tế. Những thứ ảnh hưởng đến cộng đồng, những loại thực phẩm, ví dụ bảo thưa cô, em dạo sang Úc em thấy nó rất là nhiều bò, nó rẻ hơn. Em nhập với độ khoảng ấy là có thể nói 10.000 con bò về, không phải nhập khẩu dễ đâu nhá. Bởi vì cái này là cộng đồng sẽ ăn, vân vân. Thế cho nên cái này phải có giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương. Ngoài ra ấy, là các anh chị biết là cái chứng từ khác nhau, bởi lẽ là các anh chị biết rằng là có thể nói là một giao hàng, một phải giao các chứng từ khác nhau có liên quan đến lô hàng để người mua có thể nhận hàng ở nơi tới. Cho nên có thể nói là trong trường hợp này là các anh chị biết rằng là người mua đến ngân hàng làm thủ tục, và các anh chị biết rằng ngân hàng sẽ kiểm soát tính hợp lệ của đơn xin chuyển tiền ra nước ngoài. Nếu thấy đúng thì trích từ tài khoản của người mua gửi tại ngân hàng để chuyển trả theo con đường số 3. Có hai cách thức chuyển NT hoặc TT, nhưng TT áp dụng rộng rãi hơn. Và đồng thời trích xong thì báo cho người mua biết rằng trên tài khoản của họ đã bị trích đi một cái khoản tiền để chi trả cho đối tác nước ngoài. Và tiền về đến đây thì báo có cho người bán nhé, báo có cho người bán biết.
Với cái phương thức này ấy, thì nó có những cái ưu điểm sau đây. Nó có những cái ưu điểm sau đây. Thủ tục thanh toán đơn giản, phí thanh toán tương đối thấp. Mình trông có vẻ phức tạp đấy, nhưng mà các anh chị nộp đủ hồ sơ là các anh chị chuyển ra nước ngoài dễ. Tốc độ thanh toán rất nhanh, người ta gọi điện mà, PT mà. Nó an toàn đối với người xuất khẩu khi thực hiện chuyển tiền ứng trước, đặc biệt ứng trước 100%. Đặc biệt khi mà được ứng trước 100% thì các anh chị biết rằng là trong trường hợp này ứng trước 100% thì an toàn đối với người xuất khẩu khi thực chuyển tiền ứng trước. Có lợi cho người nhập khẩu khi thực hiện chuyển tiền trả ngay hoặc trả chậm. Vì người bán giao hàng xong rồi thì mới nhận được tiền nếu trả tiền ngay, hoặc nhận trả chậm sau thời gian sau đó. Thông thường trong thực tế các anh chị, người mua nó nhận được hàng rồi nó mới đi đi chuyển tiền. Và trong trường hợp này nó kiểm soát được chất lượng. Nó kiểm soát được tính hợp lệ của chuyển tiền. Những hạn chế của phương thức này, hạn chế không an toàn đối với nhà nhập khẩu khi thực hiện chuyển tiền ứng trước. Không an toàn đối với nhà xuất khẩu khi thực hiện chuyển tiền trả ngay hoặc trả chậm. Và trong cái tài liệu tôi đưa cho các anh chị có khuyến cáo này về đọc thêm. Khuyến cáo nên áp dụng trường hợp này trong trường hợp nào? Bởi vì nó nhanh, nó gọn, nó ít phức tạp, ngân hàng ít gây khó. Mình có tiền thì họ chuyển thôi. Nếu mà mình có tiền cộng với hợp lệ, các giấy tờ hợp lệ thì họ chuyển thôi. Nên áp dụng trong trường hợp hợp đồng trị giá nhỏ. Hợp đồng trị giá nhỏ. Thứ hai, hai bên mua bán là bạn hàng quen biết, có uy tín. Có uy tín với nhau. Là bạn hàng, nó nằm trong chuỗi cung ứng. Chuỗi kinh doanh toàn cầu, người ta gọi là các cái chuỗi. Hai bên có thể khống chế được nhau. Ví dụ, người bán có thể khống chế người mua trong trường hợp trả ngay hoặc trả chậm. Anh không trả không được đâu. Vì tôi có những cái khống chế với anh như sau. Không trả được không xong. Hoặc bên mua có thể khống chế được bên bán. Tôi cung cấp là có thể nói tín dụng trang đấy. Anh mà không giao hàng đúng, anh không giao hàng đúng, hoặc không giao hàng không được. Vì tôi có cách hết. Hai bên có quan hệ đặc biệt về tổ chức thì nên áp dụng. Sang phương thức CAD, Cash Against Document. Phương thức CAD dịch cái tiếng Việt, đổi chứng từ trả tiền ngay. Đổi chứng từ trả tiền ngay. Quy trình thanh toán như thế này. Đổi chứng từ trả tiền ngay. Với phương thức này, các anh chị ạ, tôi giới thiệu với các anh chị như sau. Với phương thức này, thường đại diện của người nhập khẩu phải đến tận nước xuất khẩu, đến tận ngân hàng dịch vụ người xuất khẩu để tổ chức thanh toán. Nếu với các phương thức thanh toán khác, người bán ở nước người bán, người mua ở nước người mua, nó có nhiều ngân hàng tham gia thanh toán. Ngân hàng của nước người bán, ngân hàng của nước người mua tham gia vào quá trình này.
Nhưng với phương thức này, đa số đây là trường hợp đặc biệt. Người nhập khẩu phải đến tận nước xuất khẩu, đại diện của nhà nhập khẩu phải đến tận nước xuất khẩu, đến tận ngân hàng dịch vụ người xuất khẩu, nơi nhà xuất khẩu có tài khoản ngoại tệ. Với quy trình thanh toán được như sau, các anh chị ở trong sách có hết, cho nên phải nhìn đến đây mới hiểu được, và từ đó có phát sinh câu hỏi. Với phương thức thanh toán này, một, đại diện của nhà nhập khẩu đến ngân hàng dịch vụ người xuất khẩu, đến để làm gì? Đến để ký với ngân hàng một cái biên bản ghi nhớ. Biên bản ghi nhớ tiếng Anh gọi trust account. À xin lỗi, memorandum. Với cái này thì các anh chị biết rằng biên bản ghi nhớ này nó thường nêu 4 nội dung chính yếu. Một, người mua cam kết chuyển tiền vào để mở tài khoản ký quỹ tại ngân hàng. Ký quỹ là tài khoản nằm chờ. Người mua không có quyền rút ra rút vô, mặc dù nó là chủ sở hữu, nó là người mở ra tài khoản này, nhưng không được rút ra rút vô vì đây là cái tài khoản người ta gọi là ký quỹ. Ký quỹ là tài khoản nằm chờ, chỉ thanh toán cho một mục đích nào đó xác định mà thôi. Mục đích xác định nào thôi. Và trong biên bản ghi nhớ này quy định về thời hạn thanh toán số tiền này cho người bán. Mục tiêu mở tài khoản ký quỹ này là để nhằm mục tiêu thanh toán cho tiền cho người bán. Thanh toán tiền cho người bán, không dùng cho những mục đích khác, mà người bán đấy là người bán xác định. Ngoài ra quy định về các chứng từ mà ngân hàng sẽ phải nhận từ người bán mới thanh toán tiền cho họ. Cái document này chỉ dẫn cho ngân hàng những chứng từ nào mà người bán phải tiếp nhận từ, à xin lỗi, ngân hàng phải tiếp nhận từ người bán mới thanh toán tiền cho họ. Ngoài ra quy định luôn ngân hàng thực hiện ấy, cái dịch vụ này sẽ được hưởng hoa hồng nào, hưởng hoa hồng nào, tỷ lệ bao nhiêu, hưởng vào lúc nào. Nó nói các trường hợp rõ. Một, đến ngân hàng để ký một cái biên bản ghi nhớ. Biên bản ấy gồm 4 nội dung chính yếu như tôi nói. Một là người đại diện của người mua cam kết chuyển tiền và mở tài khoản ký quỹ, dùng tài khoản này để thanh toán tiền cho người bán nếu người bán thực hiện đúng nghĩa vụ. Thứ hai, quy định về thời hạn thanh toán tiền này, chứ phải vĩnh cửu. Quy định cái thời gian này thường trước đó người mua và người bán đã thỏa thuận với nhau. Thứ ba, các chứng từ mà ngân hàng phải tiếp nhận từ người bán đủ đúng mới trả tiền. Và ngoài ra, nội dung thứ tư ở trong cái biên bản ghi nhớ đấy quy định về khoản hoa hồng mà ngân hàng sẽ được hưởng. Tại đây, ngân hàng sẽ nhận luôn cái dịch vụ mở tài khoản ký quỹ cho nhà nhập khẩu, và nhà nhập khẩu, đại diện của nhà nhập khẩu phải chuyển tiền vô để mở tài khoản ký quỹ. Và khi tài khoản ký quỹ đã bắt đầu hoạt động rồi thì hai, ngân hàng tí thiệu cho người xuất khẩu biết rằng giao hàng đi sẽ được thanh toán, có tiền rồi tại ngân hàng, giao hàng đi sẽ được thanh toán. Đồng thời cũng thông báo cho người xuất khẩu biết thời hạn thanh toán số tiền này, các chứng từ nào phải nộp vào ngân hàng mới được thanh toán. Nhận tín hiệu đó rồi, người xuất khẩu ba mới giao hàng theo hợp đồng ngoại thương đã thỏa thuận.
Có người bảo thưa cô xong chĩa sang đây luôn. Không chĩa sang đây, không giao cho người đại diện, mà giao hàng theo đúng hợp đồng đã thỏa thuận. Giao hàng rồi thì gì? 4. Xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng theo đúng thời hạn quy định. Tại đây, ngân hàng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ. Nếu đúng, nếu sai trả về cho làm lại. Còn nếu đúng thì ngân hàng tự độc trích từ tài khoản ký quỹ của người mua gửi tại ngân hàng để chuyển nó sang tài khoản ngoại tệ của người bán, người xuất khẩu. Và khi làm thủ tục bút toán xong rồi, ghi nợ vào bên này và ghi có vào bên kia, khi thực hiện bút toán rồi thì năm ngân hàng báo cho người xuất khẩu biết rằng đã có tiền tại ngân hàng, đồng thời thông báo cho đại diện của người mua đến, thông báo đại diện của người mua đến để quyết toán lại số tiền và trao bộ chứng từ cho họ, và trao bộ chứng từ cho họ. Với phương thức này các anh chị ạ, đây là phương thức thanh toán rất an toàn đối với người bán, người xuất khẩu. Vì người bán chỉ giao hàng một khi đã có sẵn tiền tại ngân hàng do người mua mở ra để thanh toán tiền. Tốc độ thanh toán nhanh. Vì nếu như người bán giao hàng đúng ý, ngân hàng đại diện cho người mua ý, kiểm soát bộ chứng từ là một vài tiếng sau là trên tài khoản của mình đã có tiền. Chứ mày chuyển ra nước ngoài vân vân cả vân vân. Dễ dàng thỏa thuận với người mua. Điều này có nghĩa là gì? Thông thường ý, người mua muốn thanh toán được cái số tiền này, thông thường muốn thanh toán được cái số tiền này thì các anh chị biết rằng đại diện của người mua phải đến tận nước gửi đá. Trong thực tế các anh chị ạ, trong thực tế này, người xuất khẩu ba không phải giao hàng luôn luôn đúng theo yêu cầu đâu. Không phải luôn luôn giao hàng đúng theo yêu cầu, mặc dù họ cũng đã có nỗ lực. Tại sao vậy? Bởi lẽ là các anh chị biết rằng là cái hợp đồng đã được ký trước đó, hợp đồng ký xong rồi phải một thời gian sau mới thực hiện được hợp đồng. Và khi thời gian thay đổi, người ta gọi thời thay đổi, thế cũng thay đổi, điều kiện khác rồi. Chứ phải luôn luôn, mặc dù người bán đã nỗ lực rồi, nhưng mà chưa chắc đã thực hiện được. Bởi vì là nó do những nguyên nhân khách quan, nào dịch Covid, nào là thuê tàu không được, máy bay, không có máy bay nào chuyên chở đến đấy mới sợ. Bởi vì là mình đã ký hợp đồng rồi, thế nhưng mà bây giờ dịch diễn ra không có hãng hàng không nào nó bay đến cái nước đó chẳng hạn. Rồi là mình ký rồi nhưng không có nguyên vật liệu, vì không có nguyên vật liệu đầu vào mình tổ chức sản xuất không được. Hoặc nó chậm thời gian, hoặc phải thay đổi nguyên vật liệu, vân vân và vân vân. Cho nên là các anh chị biết rằng trong trường hợp này, trước khi giao hàng mình có thể thỏa thuận nhé. Thỏa thuận với lại là gì đấy? Dễ dàng thỏa thuận với người mua. Giao hàng không đủ đúng về thời gian, mình thỏa thuận. Chứ còn bây giờ nếu mà người mua ở quá xa, mình luôn luôn nghĩ là giao dịch. Mà ở đây thực tế nhé, hàng rất tốt, hàng chất lượng tốt, vân vân, thì để người mua họ chuyển về trong nước của họ cái thông tin và dễ thỏa thuận hơn về thời gian, về chủng loại hàng hóa sao, về khối lượng hàng hóa sao. Đây là đối với người bán, người xuất khẩu. Đối với người mua cũng có lợi, là nâng cao cái khả năng cạnh tranh trong mua hàng. Với cái phương thức này, cạnh tranh trong mua hàng, đặc biệt trong cái bối cảnh
mà người cung cấp, người cung cấp thì ít, người mua nhiều, họ khát vọng mua. Trong trường hợp tôi mở tài khoản ra, tôi mở tài khoản ra có sẵn tiền, chỉ cần giao hàng đi là các anh chị biết rằng là có thể nhận tiền được ngay, vì tôi đã mở cái tài khoản ký quỹ ở tại ngân hàng. Người mua hay không thực được rút ra rút vô, tiền đấy chỉ thanh toán tại hình những người bán, giao hàng đi. Tôi lấy hai ví dụ. Anh chị ạ, bây giờ cà phê là cái mặt hàng ấy, mình cũng là trước đây ấy là bây giờ ấy mình là trở thành cường quốc cà phê. Cường quốc cà phê. Mình là một trong top 3 nước cung cấp cà phê, nguyên liệu cà phê lớn của thế giới. Mình đứng số 1 thế giới về xuất khẩu cà phê Robusta. Anh chị biết trên thị trường thế giới nó có hai chủng loại cơ bản, Robusta và Arabica. Thì mình đứng đầu thế giới về xuất khẩu cái Robusta. Arabica thì nó ngon hơn, nhưng mình không có lợi thế để trồng Arabica. Arabica thường ấy trồng ở trên những đồi cao và khí hậu thời tiết thì nó hơi se lạnh một chút. Cái vùng Arabica của chúng ta ấy là vùng Nghệ An, Hà Tĩnh trên cao. Còn Tây Nguyên của chúng ta ấy là ở cái vùng hơi thấp hơn. Cho nên trồng chủ yếu Robusta. Mặc dù Arabica hiện nay xuất khẩu, anh chị biết giá cao hơn từ 1,5 đến gần 2 lần so với Robusta. Nhưng chúng ta không thể chuyển sang đại trà được. Vì anh chị biết là trồng ấy nó phải phù hợp với thổ nhưỡng. Như tôi cũng thông báo là Robusta của chúng ta năng suất cao gần gấp 10 so với Arabica. Thế chúng ta vẫn đeo đuổi. Ta đứng đầu thế giới để xuất khẩu cà phê. Chúng ta nằm trong cái hiệp hội cà phê thế giới. Nhưng có những năm đấy anh chị, năm Mỹ bị mất mùa cà phê, Việt Nam được mùa, cho nên các công ty cà phê thế giới vào đây đóng đại bản doanh. Nó mở ra CAD này, CAD này. Thậm chí nó mở ra COD. COD nó khác với CAD là ở chỗ anh chỉ cần đưa hàng vào kho thôi là có được chứng từ hàng đã nhốt vào kho dưới quyền định đoạt của tôi, và anh có thể nhận được ý là có thể tiền ngay rồi. Cho nên nhiều công ty nói rằng cứ giao hàng tiền ngay, cứ đưa hàng vào kho dưới sự khống chế này, chưa cần đưa hàng lên tàu đã có tiền. Cho nên các anh chị biết rằng nhiều khi ấy là có những cái mặt hàng, và đặc biệt hiện nay này, thời kỳ Covid này, sắp sửa có cái thuốc vaccine ra đời. Hiện nay các anh chị biết rằng Mỹ sẵn sàng bỏ 1 tỷ đô la Mỹ để mua, và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Đức, trong đó có Nhật, trong đó có những nước công nghiệp phát triển, nó mở CAD này, nó sẵn sàng tiền để có vaccine lấy mua hàng triệu liều. Cho nên vaccine mà mình không tự sản xuất được thì còn lâu mới về đến tay mình. Vì các nước ấy nó mở ra tài khoản ký quỹ để mua ngay. Cho nên các anh chị biết rằng là có thể nói là gì đấy. Họ nói rằng là hiện nay tổ chức về sức khỏe thế giới họ cũng đang lo lắng. Khi vaccine ra đời thì nó tạo ra sự bất công bằng. Những nước giàu, những nước nhiều tiền, nó mở ra CAD, COD là nó mua hết vaccine. Còn tất nhiên người cung cấp nó sẽ cung cấp cho những người nào có sẵn tiền. Chứ còn những nước nghèo bảo cứ đưa cho tôi đi, tôi chữa khỏi bệnh, tôi chả có.
nó không phấn khởi đâu. Thế cho nên là các anh chị biết rằng là có thể nói người nhập khẩu cũng tăng khả năng cạnh tranh. Và đặc biệt nếu như hàng của các anh chị mà có khả năng cạnh tranh cao thì các anh chị có thể sử dụng được cái phương thức này. Ngoài ra người mua có thể kiểm soát chặt chẽ giao hàng hóa, giảm thiểu gian lận thương mại của người bán. Người bán, các anh chị ạ, nếu với phương thức thanh toán khác, người bán ở nước người bán, người mua ở nước người mua. Và đa số các anh chị biết thanh toán dựa vào bộ chứng từ. Nó có giao hàng xong, nó có bộ chứng từ hoàn hảo để nó đưa vào ngân hàng và lãnh tiền. Và trong trường hợp này các anh chị ạ, nhiều khi bộ chứng từ không trung thực, hàng hóa không thật tốt nhưng nó lại có chứng nhận tốt. Nó lại có chứng nhận tốt. Nó chứng nhận lô hàng đấy chất lượng hoàn hảo, giao hàng đúng thời hạn, giao hàng đúng chủng loại. Nhận hàng mới té ra. Và như vậy các anh chị ạ, người mua đến tận nước người bán để giám sát việc giao hàng. Nó đến tận kho, có gì nó đề nghị ngân hàng stop lại ngay nhá, đòi hỏi. Cho nên là thông thường với phương thức này, người mua còn yêu cầu ngân hàng phải có chứng thư đại diện của người mua thì mới thanh toán tiền. Chứng thư đó để Vinacontrol, Vinatest, vân vân và vân vân, trung tâm giám định ra. Ngoài những cái trung tâm giám định chất lượng như vậy thì nó đề nghị phải có chứng thư, có chữ ký của người mua, đại diện của người mua trên chứng thư giao hàng mới thanh toán, thì người mua có thể kiểm soát được, giảm thiểu được cái gian lận thương mại. Thế cho nên là người mua có thể giám sát được cái này. Tuy nhiên tôi cũng muốn nói với các anh chị là trong nhiều trường hợp không những gian lận thương mại mà còn có lừa đảo trong kinh doanh. Người bán ở nước người bán, người mua ở nước người mua, nhiều khi người bán không hề giao hàng nhưng nó có bộ chứng từ tốt, bộ chứng từ hoàn hảo. Anh nghĩ trong trường hợp này mà ngân hàng thanh toán tiền nếu nó dựa vào bộ chứng từ thì đa số các luật thanh toán quốc tế ngân hàng miễn trách nhiệm trong trường hợp có sự lừa đảo trong thanh toán. Tất nhiên ngân hàng sẽ hỗ trợ các bên phát hiện sự lừa đảo, nhưng không phát hiện được thì đa số luật thanh toán quốc tế trên thế giới các anh chị ạ, ngân hàng miễn trách nhiệm. Vì sao? Vì người mua với người bán đi đến được với nhau là do hai bên tìm hiểu nhau và ký hợp đồng. Ngân hàng chỉ dịch vụ thanh toán thôi. Cho nên là các anh chị ạ, trong trường hợp này với phương thức này mặc dù tốn kém nhưng các anh chị ạ giúp người mua kiểm soát được thực sự. Cũng như các anh chị ở trên đời này, các anh chị có tin không? Có những người chưa tốt nghiệp đại học mà lại có bằng đại học. Có người chưa tốt nghiệp tiến sĩ mà lại có bằng tiến sĩ lên. Vì đây là bằng giả. Và bộ chứng từ giả trên thế giới này cũng có. Vì invoice packing list, tức là hóa đơn thương mại packing list do người bán lập. Vận đơn do các hãng vận tải lập, mỗi hãng nó lại có mẫu mã khác nhau. Theo anh chị, vận đơn có thể làm giả được không? Làm giả giống thật được không? Được. Đồng đô la Mỹ là đồng tiền, các anh chị biết là nước Mỹ đã bỏ đến vài chục triệu đô mới thiết kế được cái nguyên liệu, mới sáng tạo ra được nguyên liệu để làm đồng đô la ấy, là các anh chị biết là cái nguyên liệu làm đồng đô la. Cho nên các anh chị
chẳng may để quên 100 đô trong túi dạng xăng, mở ra còn nguyên. Vì nó là nguyên liệu rất tốt. Thậm chí tôi chưa thử nghiệm nhưng em chỉ có thể thử nghiệm. Nó nói cháy không sợ gì hết. Bị mất đồng. Và nó có thể phát hiện được làm giả. Vì các anh chị biết qua đấy, những đồng đô la hiện nay các anh chị nó có, vẫn có đồng giả. Thậm chí các anh chị đưa vào máy không thể phát hiện được. Vì nó cũng có cái dây bảo hiểm trong đó. Thế thì huống hồ cái vật đơn là gì đâu. Vật đơn là gì đâu. Bằng cấp cũng vậy. Người ta gọi ai bảo thưa cô cái này bằng của Đại học Kinh tế này không thể phát hiện được đâu. Cho nên với phương thức này thì anh chị người mua có thể giảm thiểu được đấy. Tuy nhiên hạn chế của phương thức này với phương thức này là tốn kém đối với người nhập khẩu, tốn kém đối với người nhập khẩu. Và thường CAD chỉ áp dụng trong trường hợp lợi thế bên phía người bán, người xuất khẩu nhé. Vì trong điều kiện bình thường đấy chị, trong điều kiện bình thường thì lợi thế nó nằm ở bên phía người mua, người nhập khẩu. Và trong thời đại này ấy, là các anh chị biết rằng là với hoạt động kinh doanh ấy, lợi nhuận phải hàng đầu mà chi phí tốn kém. Bởi vì các anh chị biết rằng là ví dụ Samsung Việt Nam chẳng hạn, nó có một lúc là các anh chị biết rằng là Samsung Việt Nam ấy là nó mua ở khắp toàn cầu, cũng như mua của nhà cung cấp Việt Nam, nội nhà cung cấp Việt Nam thôi là 1.200 nhà cung cấp. Còn các nhà cung cấp thế giới thì nhiều lắm, tại từng cái chi tiết linh kiện. Rồi một chi tiết linh kiện không phải là một nhà sản xuất mà nó mua nhiều nhà sản xuất để các nhà sản xuất có thể cạnh tranh với nhau, giảm được giá. Và anh không phải độc quyền đâu nhé. Ngoài anh A sản xuất thì anh B cũng sản xuất, anh C cũng sản xuất. Anh mà sản xuất dở, tôi bỏ anh. Anh mà sản xuất giá thành cao, tôi bỏ anh. Cho nên là nội Samsung Việt Nam ấy là anh chị biết là hàng nghìn nhà cung cấp. Bây giờ có hàng nghìn người tỏa đi đến giám sát từng doanh nghiệp một, hơi bị khó khăn. Tốn kém như vậy nó sẽ làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Cho nên nó có những cái phương thức thanh toán khác. Thế cho nên là thông thường lợi thế nhiều lắm ở bên phía người bán. Lợi thế của bên phía người bán. Và các anh chị biết rằng là đối với những tập đoàn lớn nó áp dụng thế này. Đặc biệt nó là người mua. Vì bạn ấy trở thành ấy là bạn hàng của nó, là nhà cung cấp của nó. Thì bạn được nhiều thứ. Thứ nhất bạn có thể bán lớn. Không những bán lớn mà các anh chị biết rằng tự nhiên cái vô hình của mình, cái thương hiệu của mình cũng được nâng lên. Ví dụ như tôi nghĩ là có thể mua hàng của bạn. Tôi biết bạn là nhà cung cấp cho Samsung. Tôi yên tâm chắc là vĩ đại như thế nào mới bán được cho Samsung. Máy móc trang thiết bị như thế nào, tự nhiên cái uy tín mình rồi. Mình nhiều khi có quyền đấy là có thể nói là tôi không phải dạng vừa đâu, tôi đã cung cấp được cho người này, còn anh là chuyện nhỏ, vân vân. Thế cho nên là thông thường đấy là anh chị biết là chỉ áp dụng trong trường hợp lợi thế bên phía người bán thôi, vì đây là phương thức thanh toán tốn kém. Anh chị, ba cái phương thức tôi vừa giới thiệu, cái vai trò của ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian giúp thu hộ tiền, giúp chuyển hộ tiền, giúp nhận được tiền thanh toán. Nhưng phương thức thanh toán cuối cùng mà tôi giới thiệu cho anh chị đó là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Ngân hàng trực tiếp tham gia vào quá trình thanh toán, trực
tham gia vào quá trình thanh toán. Trực tiếp kiểm soát quá trình thanh toán. Tham gia không phải là cung cấp dịch vụ nữa, mà tham gia vào cuộc chơi, trở thành thành viên của cái hoạt động kinh doanh quốc tế. Vậy đây là phương thức thanh toán gì? Đây là phương thức thanh toán mà một ngân hàng phát hành thư tín dụng, mở ra một cái theo yêu cầu của một khách hàng. Khách hàng đấy thường là người mua, người nhập khẩu. Ngân hàng mở ra một cái thư tín dụng, letter of credit. Trong thư, ngân hàng cam kết với người thụ hưởng thư tín dụng, sẽ thanh toán tiền cho người này. Người hưởng lợi thư tín dụng thường là người bán, người xuất khẩu, sẽ thanh toán tiền cho người này nếu người này thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của thư tín dụng. Như vậy trong cái khái niệm này thì các em chỉ thấy là chính ngân hàng là người cam kết thanh toán tiền chứ không phải là nhà nhập khẩu. Mặc dù người nhập khẩu là người mua hàng đấy, nhưng với phương thức này là ngân hàng trực tiếp tham gia vào quá trình thanh toán bằng cách lãnh trách nhiệm thanh toán tiền mình, bằng cách cam kết với người thụ hưởng, chính là người bán, người xuất khẩu, thanh toán tiền cho người này nếu người này thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của thư tín dụng. Cho nên qua cái khái niệm này thì các chị lưu ý là có thể nói là tôi mô tả bằng trên sơ đồ sau đây. Các anh chị ở trong điều kiện kinh doanh có thể nói trong cái FC bình thường có nghĩa là thư tín dụng không ủy ngang bình thường, thì có 4 người cơ bản tham gia vào cái quá trình thanh toán tín dụng chính từ, 4 người cơ bản. Tất nhiên đối với lại cái về nhờ thu qua xin lỗi đối với thư tín dụng xác nhận confirm irrevocable SC nó lại khác, với các phương thức thanh toán khác nó lại khác. Nhưng mà trong điều kiện bình thường thì các anh chị có 4 người có liên quan cơ bản. Người thứ nhất có liên quan đó là người xuất khẩu, người bán, người xuất khẩu, the seller. Nhưng trên thư tín dụng không bao giờ anh chị tìm thấy chữ seller, mà thông thường nó thể hiện trên thư tín dụng beneficiary, người thụ hưởng thư tín dụng, người sẽ lãnh tiền của thư tín dụng, cho nên beneficiary. Người thứ hai có liên quan đến là người nhập khẩu, importer, nhưng anh chị sẽ không bao giờ nhìn thấy trên thư tín dụng chữ importer ở đâu. Cho nên nhiều nhà tuyển dụng với họ gọi đến bạn có thích làm bộ phận thanh toán quốc tế không? Nó đưa thư ra nó bảo người mua là ai nhỉ? Thực tế thì chị không bao giờ nó có chữ buyer, hoặc nó không bao giờ có chữ importer trên đó để mình dễ dàng nhận biết, mà sau chữ the applicant chính là người mua, người nhập khẩu, người làm đơn xin mở thư tín dụng. Mà từ cái chữ application đơn từ mở thư tín dụng, applicant, ngân hàng phát hành thư tín dụng issuing bank, ngân hàng phát hành thư tín dụng này nó thường nằm ở mức người nhập khẩu, và advising bank, ngân hàng thông báo thư tín dụng, nó thường nằm ở mức người xuất khẩu, nó thường nằm. Vậy quy trình thanh toán như thế nào? Trước đó trong người bán và người mua đã phải ký một cái hợp đồng ngoại thương, ký hợp đồng mua bán. Và ở điều khoản payment của hợp đồng, điều khoản thanh toán của hợp đồng phải quy định rõ thanh toán bằng tín dụng chứng từ.
Và thường nó quy định rõ MFC tại ngân hàng nào, ghi rõ tên đây. Và trong trường hợp này, với hợp đồng ngoại thương đã thỏa thuận, người mua đến ngân hàng làm đơn đề nghị ngân hàng mở thư tín dụng cho người xuất khẩu hưởng lợi, beneficiary hưởng lợi. Có như thế người xuất khẩu mới giao hàng cho mình. Và đơn này theo mẫu của ngân hàng, anh chị không tự nghĩ ra kính gửi ngân hàng ơi mở thư tín dụng cho tôi đi, no. Mà thường mỗi ngân hàng nó có một mẫu đơn đưa chúng ta qua mạng, hoặc là nó đưa chúng ta bằng giấy, chúng ta ghi điền lên đấy. Một là đơn xin mở thư tín dụng cộng với các hồ sơ giấy tờ kèm theo, ví dụ hợp đồng ngoại thương này, vân vân và vân vân, giấy phép nhập khẩu nếu hàng này quản lý bằng giấy phép. Nếu hàng quản lý bằng giấy phép mà chúng ta không có giấy phép và cứ mở đi rồi nửa sau ấy, là tôi đang trong quá trình xin, nó không cho đâu. Và tất nhiên ngân hàng nó cũng có một cái list mặt hàng nào nhập vào Việt Nam phải có giấy phép. Mình cứ bảo rằng tôi đi nhập khẩu 100 chiếc xe hơi từ Nhật, nhưng giấy phép có hay không? Mình mà cứ đang trong quá trình xin 90% là được. Nó bảo no, lỡ không được 10% đến nó lỡ không được là ngân hàng chuyển tiền cam kết đến nước ngoài là mệt đấy. Nên ngân hàng phải đầy đủ. Một làm đơn cộng với hồ sơ yêu cầu đề nghị ngân hàng mở rộng thư tín dụng cho người xuất khẩu. Tại đây ngân hàng không vội vã mở ngay mà phải đánh giá cái anh nhập khẩu này trên mấy khía cạnh sau đây. Thứ nhất, uy tín thanh toán của ông này. Thứ hai, công nợ của ông này. Công nợ. Và thứ cô, nó không nợ ngân hàng này thì nó nợ ngân hàng khác, sao biết được? Nhưng thứ nhất ý, là các anh chị biết rằng là trong hợp đồng nó đã quy định rõ ngân hàng nào mở tại ngân hàng nào là nên rõ. Đây là sự thỏa thuận với người bán và người mua. Và ngân hàng người bán để thường nó chọn ngân hàng tốt. Nó ngu gì chọn ngân hàng tồi hết. Và nó ghi rõ anh mở tại ngân hàng khác là có chuyện với tôi không giao hàng đâu. Bởi vì các anh chị biết rằng người bán lẻ, người xuất khẩu này có được thanh toán hay không, nó phụ thuộc vào uy tín của ngân hàng phát hành. Vì ngân hàng thực tế là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, nó có thể mạnh nhưng nó có thể yếu. Nhiều khi nó mở ra thư tín dụng letter of credit xong, mình nhận được cái đó, bốn giao hàng xong, nó bị phá sản. Trên thế giới các anh chị ạ, mỗi năm hàng trăm ngân hàng trên thế giới bị ra đi, phá sản. Đặc biệt cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế, và đây cũng là một cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu, nhiều ngân hàng sẽ ra đi. Nhiều ngân hàng sẽ ra đi, không trụ nổi. Mình nghĩ khó khăn trong vấn đề ra đi, vì ngân hàng được nhà nước là gì? Kiểm soát toàn diện. Chứ còn là ngân hàng Mỹ thì nó tự do cạnh tranh hơn. Cho nên thậm chí có những cái ngân hàng Brother ấy, là em chỉ biết là nó có cái tuổi đời của nó hơn 100 năm nó cũng ra đi. Cho nên nó viết thư, nó cam kết với người này, nhưng về sau này nó phá sản. Các chị, người chịu trách nhiệm thanh toán không phải là nhà nhập khẩu mà là ngân hàng phát hành thôi. Cho nên là thường người xuất khẩu cũng chọn ngân hàng có uy tín. Cho nên là anh chị biết rằng ngân hàng sẽ kiểm tra kỹ. Và cái chuyện ngân hàng nhà nước Việt Nam nó có bộ phận phòng chống rủi ro trong thanh toán quốc tế. Nó đưa ra một cái list. Tất nhiên là nói ngân hàng này không thể biết ngân hàng ABC nào đó người ta nợ bao nhiêu. Nhưng ngân hàng nhà nước là biết, bởi vì mọi khoản nợ của các doanh nghiệp nó phải đưa về ngân hàng trung ương hết. Ngân hàng trung ương sẽ cho các ngân hàng này biết
ông A đang nợ của ngân hàng này bao nhiêu, ông B đang nợ ông A này đang nợ ở ngân hàng này là bao nhiêu, ngân hàng kia là bao nhiêu, và cái khả năng thanh toán của nó như thế nào, cho hết đi. Tất nhiên nó không công khai ra cho mọi người thế giới biết, nhưng mà hệ thống ngân hàng nó biết. Và đây cũng là cái biện pháp chống đỡ của ngân hàng nhà nước Việt Nam, cảnh báo cho các ngân hàng biết rằng có thể sụp đổ ở ngân hàng này, nó kéo theo sự sụp đổ của ngân hàng khác. Nếu như anh này không nợ quá, anh chị có thể nợ ở ngân hàng vài tỷ thôi, nhưng có những doanh nghiệp nợ ngân hàng hàng nghìn tỷ, hàng vạn tỷ. Nội và tôi lắc đầu khi biết được rằng ví dụ Hoàng Anh Gia Lai mỗi ngày trôi qua nó phải trả lãi suất của ngân hàng 3 tỷ đồng một tháng đi, nợ tháng trả lãi suất hàng trăm tỷ. Cho nên nó hệ thống ngân hàng là nó biết hết các anh chị ạ. Cho nên là trong trường hợp này là các anh chị biết nó đánh giá cái ông nhập khẩu này công nợ, uy tín thanh toán, số tiền còn có trên tài khoản của chính cái ngân hàng phát hành này là bao nhiêu. Và trong trường hợp này các anh chị ạ, nó phân loại anh này, nếu anh này quá tệ, yếu kém, nó từ chối dịch vụ MFC, nó bảo anh thỏa thuận lại với cái các ngân hàng khác nhé, với người bán, tôi không dịch vụ anh đâu, vì dịch vụ anh ấy là tôi cam kết thanh toán về phía mình bằng cách viết ra thư tín dụng, vậy anh phá sản sao đấy? Nhưng anh ở mức trung bình hoặc trung bình khá, nó buộc anh phải ký quỹ 100%, ký quỹ 100% tại ngân hàng này. Khá ký quỹ 50%, 60%. Còn anh đánh giá là mày, anh là ngôi sao sáng, doanh nghiệp được coi là ngôi sao sáng, tiền tệ của anh luôn luôn dồi dào, trong trường hợp này hãy đến với dịch vụ khỏi ký quỹ gì cả. Tôi mở MC cho anh, tôi cam kết với người nước ngoài như anh. Ví dụ Vietcombank thường dịch vụ các cái đại gia sau đây là nếu ký quỹ qua khỏi ký quỹ. Ví dụ Sài Gòn Tourist, doanh thu hàng năm của nó hàng tỷ đô la Mỹ, nhưng nó nhập khẩu ít lắm. Mỗi lần nó nhập khẩu thì nó đến ngân hàng, miễn anh để tài khoản của tôi ở, của anh ở ngân hàng thôi. Rồi là Coca-Cola Việt Nam, Pepsi Việt Nam đưa những anh ấy hùng mạnh vào ngân hàng của tôi, nó sẽ làm cho ngân hàng của tôi trụ vững hơn, không phải ngẫu nhiên. Cái ngân hàng đại dương nó có những cái khoản boa cho ấy, và có thể nói là Dr. Thanh, cái gọi là gì đấy, cái công ty nước ngọt giải khát gì đấy, Tân Việt Pháp, nó qua thêm vào tôi gửi đi, gửi tiền đi, ngoài cái lãi suất theo chính thống tôi sẽ đưa cho anh một cái khoản tiền nào đó, ví dụ thay vì lãi suất 7% tôi sẵn sàng 8-9%, những cái đấy để ngoài sổ sách đưa cho anh riêng, ví dụ thế. Bởi vì các anh chị biết chỉ cần một số đại gia ngày nào nó cũng vô tiền, tự nhiên là cái thanh khoản của ngân hàng cao hơn, cái số tiền của mình phải vay để mà mình trụ vững và tốt hơn. Thế cho nên là nó chia cái anh này ra nhiều cái loại và buộc ký quỹ. Ký quỹ rồi, hai, nó mới phát hành ra một cái thư tín dụng, letter of credit. Nó cam kết với người thụ hưởng thư tín dụng thanh toán tiền cho người này nếu người này thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của thư tín dụng. Và các anh chị lưu ý nhé, lưu ý, kề cạnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu nó có hai cái tài liệu: một, hợp đồng ngoại thương; hai, là thư tín dụng.
Thì các anh chị ạ, bốn giao hàng phải đúng quy định của LC và các văn bản tu chỉnh nó mới thanh toán. Mặc dù cái thư tín dụng thường nó mở dựa vào hợp đồng, nhưng khi mở rồi nó độc lập với hợp đồng. Ngân hàng không chịu trách nhiệm về bảo rằng tôi giao hàng đúng hợp đồng vậy thưa, và đấy là việc của anh với lại là người bán với người mua. Còn với ngân hàng, anh phải làm đúng quy định của LC và các văn bản tu chỉnh. Chứ người bán khi nhận được LC này không chủ quan, phải đọc kỹ nội dung của LC, đánh giá khả năng thực hiện được nội dung của LC. Nếu nội dung nào không thể thực hiện được hoặc thực hiện được với chi phí quá lớn, chi phí lớn, thì các anh chị biết rằng là có thể nói, tôi lấy ví dụ chiều nay các anh chị sẽ học cái Incoterm. Thường ngân hàng nó buộc người xuất khẩu này giao hàng xong phải lấy được vận đơn, mà đối với đường biển phải thể hiện trên vận đơn chữ on board, hàng đã lên tàu, ship on board, hàng đã lên tàu. Nhưng mà các anh chị biết rằng thường ngân hàng nó buộc như thế, nhưng trong hợp đồng ngoại thương nó cũng bảo phải lấy được vận đơn, xuất trình được bill of lading làm 3 bản original là xong. Nhưng mà trong LC nó quy định phải lấy được vận đơn, trên đó thể hiện chữ ship on board. Nhưng mà các anh chị biết rằng đa số hàng của chúng ta giao bằng container, giao hàng bằng container, chúng ta giao hàng cho COI container yard. Hàng chưa lên tàu, các hãng vận tải nó không thể đưa chữ ship on board lên đấy được. Các anh chị xuất trình với ngân hàng sẽ không được thanh toán đâu. Không được thanh toán đâu. Mà khi nào muốn lấy được chữ on board là tàu khởi hành, lúc bấy giờ ấy là các anh chị biết là họ sẽ mới đưa. Chứ còn hàng mới đưa vào COI, tức là đưa vào container yard, tức là nơi gom hàng, không bao giờ họ đưa cái vận đơn mà có chữ ship on board, hàng chưa lên tàu. Bởi vì là các anh chị biết là các hãng vận tải là khi tàu chưa khởi hành, hàng chưa lên tàu nó chỉ cấp vận đơn thôi, là nó đã nhận là hàng. Còn trong cái quá trình này anh có thể thay đổi ý định bằng cách là rút hàng từ các bãi container về, mà trong khi đó anh đã cầm vận đơn là thể hiện rồi. Cho nên tôi khi nào hàng chắc chắn lên tàu tôi mới cấp vận đơn. Thế thì trong trường hợp này người bán sẽ bị thiệt hại là không được thanh toán ngay, bởi vì hàng chưa lên tàu. Nhiều khi có những tuyến đường các chị là vài tháng hoặc cả tháng nó mới đi một chuyến. Ví dụ đặc biệt đi Nga, hàng đi Nga ít lắm. Đi Siberia này, đi ít. Cho nên có khi là một tháng nó mới có được đủ hàng nó mới đi. Như vậy cả tháng mình mới nhận được tiền đấy. Cho nên trong trường hợp này anh chị biết là phải đọc kỹ nội dung nào không thể thực hiện được hoặc thực hiện được với chi phí lớn, mình phải đề nghị lên ngân hàng phát hành, đề nghị với người mua hỗ trợ ngân hàng phát hành tu chỉnh sửa đổi FC, tu chỉnh sửa đổi FC. Hoặc là người bán để giao hàng nhưng mà cái nội dung hàng hóa sao không khớp với quy định của FC ở một số điều khoản, có thể gây khó khăn trong thanh toán. Thì trong trường hợp này anh chị biết là phải thỏa thuận với người mua và ngân hàng phát hành tu chỉnh sửa đổi FC, tu chỉnh đến khi nào mọi điều của thư tín dụng thực hiện được mới bốn mới giao hàng. Giao hàng sau 5 xuất trình bộ chứng từ theo đúng quy định của FC và các văn bản tu chỉnh. Tại đây ngân hàng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ xem có lỗi nào hay không, lỗi đấy có thể sửa chữa được hay không. Có lỗi ấy, lỗi nào không thể sửa chữa. Những lỗi sửa chữa là những cái lỗi
ví dụ như là invoice ghi sai đơn vị, lỗi này là như thế này, lỗi kia là như thế kia, bởi invoice ai cấp người bán cấp, tracking list ai cấp người bán cấp có thể sửa chữa được, nhưng có những lỗi không thể sửa chữa. Ví dụ ngày giao hàng, ngày giao hàng của MC nó quy định là giao hàng trong tháng 7. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 rồi, mình mới giao được. Hãng tàu nó giao ngày bao nhiêu nó sẽ cấp ngày bấy nhiêu. Cái này lỗi này không thể sửa chữa. Cho nên là năm giao hàng theo đúng quy định của MC và các văn bản quy trình. Tại đây, ngân hàng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hộ chứng từ. Nếu không đúng, trả về cho làm lại. Nếu thấy đúng thì chuyển tiếp sang số 6 ngân hàng phát hành. Tại đây, ngân hàng phát hành phối hợp cùng với người mua, cùng với người mua kiểm tra tính hợp lệ của hộ chứng từ. Một lần nữa, nếu thấy đúng, ngân hàng tự động trích từ tài khoản của ngân hàng để chuyển trả theo con đường số 7, đồng thời cùng phối hợp cùng với người mua này quyết toán bộ chứng từ. Người mua phải trả tiền đủ, người mua phải trả tiền đủ thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ cho khách hàng. Có những người bảo rằng là thưa cô ấy, người bán có thể lén đưa bộ chứng từ, một bộ chứng từ bản gốc cho người người mua, người mua đi nhận hàng có thể không thanh toán tiền với ngân hàng. Không có chuyện đấy đâu, bởi vì lý do sau đây, bởi vì người nhận hàng ghi trên bộ chứng từ không bao giờ trực tiếp ghi tên nhà nhập khẩu hết, mà nó ghi theo lệnh của ngân hàng phát hành, to the order of bank, to the order of bank. Anh trả đủ tiền cho ngân hàng, ngân hàng mới ký hậu vào bộ chứng từ để chuyển nhượng bộ chứng từ này, người mua mới đi nhận hàng. Còn người mua mà mất khả năng thanh toán, ngân hàng sẽ chỉ định người khác bán lô hàng này cho người khác để người khác đi nhận hàng. Cho nên ngân hàng nào nó cũng có một cái công ty kinh doanh những cái hàng này. Đấy, cho nên lưu ý là những cái trong trường hợp này là anh chị biết người bán, người mua và ngân hàng phát hành cũng như ngân hàng thông báo. Ở trong cái quy trình này thì cái ngân hàng thông báo là cái người ít tham gia nhất. Tôi nói sơ qua về những rủi ro mà nhà nhập khẩu thường gặp khi thanh toán LC và cách phòng chống. Vì như tôi đã nói, nền thương mại của chúng ta cân đối giữa xuất và nhập. Thanh toán của chúng ta cân đối giữa xuất và nhập. Cho nên là các anh chị nhớ là thông thường nhà nhập khẩu cũng có rủi ro khi thực hiện phương thức thanh toán này. Thứ nhất, người nhập khẩu thường có ba loại rủi ro. Rủi ro từ phía ngân hàng, từ phía nhà xuất khẩu. Nội dung rủi ro là cung cấp hàng hóa không đúng quy định của LC hoặc không giao hàng. Và thưa cô, nó không giao hàng, nó sẽ không có bộ chứng từ. Không có bộ chứng từ thì sẽ không rút được tiền, tiền của em vẫn còn nguyên. Nhưng các anh chị ạ, người mua cũng bị thiệt hại. Vì muốn mở được LC, mình phải ký quỹ đặt cọc tại ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp không có tiền, phải vay tiền ngân hàng chịu lãi suất để ký quỹ đặt cọc tại ngân hàng. Mà tiền nằm tại ngân hàng ký quỹ không sinh lãi suất, không sinh lời.
Thứ hai nữa, nó không giao hàng. Mình không những tốn chi phí, chi phí là ký được hợp đồng mua hàng, không những chi phí là ký quỹ đặt cọc để tổ chức thanh toán, mà mình mất đi cơ hội kinh doanh. Mất đi cơ hội kinh doanh, cái hoạt động của mình bị ngừng trệ. Thay vì nguyên phụ liệu mình đã mở ra LC để nó đưa nguyên phụ liệu cho mình, bây giờ không có, sản xuất mình bị đình trệ. Nếu mình là nhà thương mại, mình không có hàng để mình bán, thế nó không giao hàng, tiền của mình ở đấy nhưng mà mình bị thế là có thiệt hại. Nó có 5 cái biện pháp phòng chống rủi ro này. Thứ nhất, tìm hiểu kỹ đối tác, tham vấn ý kiến ngân hàng về lịch sử kinh doanh của nhà cung cấp, đặc biệt những doanh nghiệp lớn, những người cung cấp lớn thì thường ngân hàng nó mình ấy có thể lần đầu tiên trong lịch sử mình biết đến nó. Nhưng các anh chị ạ, thường ấy là các ngân hàng, đặc biệt những ngân hàng lớn, nó biết rõ lý lịch của các đối tác. Thường những đối tác này nó có đã có hành động nào trước đó như thế chưa? Tôi lấy ví dụ người có thể nói là mình ấy là bán hàng, hoặc mình là người mua hàng. Mua ấy thì thường ấy, cái nhà cung cấp ở một số những sản phẩm đặc biệt ấy, chỉ có vài nhà cung cấp. Nó không những mua của ấy, à xin lỗi, không những nó chỉ bán cho doanh nghiệp mình mà nó bán cho nhiều doanh nghiệp khác. Và ngân hàng đã biết được lịch sử của nó tương đối kỹ. Ngoài ra, hợp đồng thì phải thế nào? Yêu cầu ký quỹ một khoản tiền để bảo đảm thực hiện tại ngân hàng. Thứ năm, sử dụng những LC đặc biệt, ví dụ standby, LC dự phòng, vân vân. Cái này ở trong cái tài liệu của tôi cũng cung cấp các loại LC về tự đặt. Chọn và duy trì nhà cung cấp thông qua thiết lập chuỗi cung ứng ổn định. Chuỗi cung ứng ổn định. Cái nhóm rủi ro thứ hai mà thường gặp đó là, đây là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, documentary credit. Cho nên ngân hàng hoàn toàn dựa vào bộ chứng từ để thanh toán. Chúng mày thường dựa vào thực trạng hàng hóa đó, có chứng từ đúng và đủ, ngân hàng sẽ thanh toán. Và các anh chị biết rằng ấy, thường có thể gặp bộ chứng từ giả, hoàn toàn không giao hàng mà lại có bộ chứng từ. Cái này đã xảy ra trong thực tế ở Việt Nam rồi đây. Nó hoàn toàn không có giao hàng như lúc nãy tôi nói. Nó hoàn toàn là có bộ chứng từ, nó rút tiền. Và các anh chị ạ, UCPBC 600 và 500 về thanh toán tín dụng chứng từ này, và ISBP 745, đấy là những quy tắc về thanh toán quốc tế trong tín dụng chứng từ. Anh chị nào cần những tài liệu này, cô sẽ có thể cung cấp nhé. Về thanh toán tín dụng chứng từ, về các quy tắc thanh toán tín dụng chứng từ thì liên hệ với tôi qua email, tôi sẽ chuyển để hỗ trợ anh chị nâng cao kiến thức. Thì trong những quy tắc về thanh toán ngân hàng, thông lệ mang tính luật về thanh toán ngân hàng, ngân hàng sẽ hỗ trợ các bên kiểm tra tính trung thực của các chứng từ. Nhưng nếu không phát hiện ra thì các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm, ngân hàng miễn trách nhiệm. Cho nên chính bản thân mình phải tìm hiểu kỹ đối tác. Mâu thuẫn giữa chứng từ và hàng hóa. Hàng hóa đi một đằng, chứng từ đi một nẻo. Các
anh chị ở ngân hàng ấy bảo là thức mua hàng hóa đi một đằng, chứng từ đi một nẻo, nhưng ngân hàng nó không cần biết đến hàng hóa đâu. Ví dụ là bộ chứng từ sao đẹp như mơ, nó kêu là nó giao năm chiếc xe hơi mà cuối cùng nó chỉ giao 4 chiếc, đến khi nhận hàng mới biết thiếu 1 chiếc. Ngân hàng miễn trách nhiệm vì ngoài sự kiểm soát của nó, trong chứng từ nó thể hiện 5 chiếc, ngân hàng ấy đúng 5 chiếc là nó đưa tiền à. Cũng như là các anh chị biết rằng hôn nhân ấy mà, là các anh chị có đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn là nó chưa ví dụ các anh chị đến đăng ký nó không bao giờ nó có cái gì đấy. Nó đưa cho các anh chị là cái giấy tờ kết hôn ngay đâu. Và tôi gấp quá đi, mai đám cưới rồi, hôm nay chưa có giấy đăng ký kết hôn. Và tại sao hôm nay mới tới? Nó không có. Mà các anh chị đến đăng ký kết hôn là nó phải kiểm tra giấy bên này có giấy độc thân hay không, bên kia có độc thân hay không, rồi nó đăng công bố là người này chuẩn bị kết hôn. Chuẩn bị kết hôn, nó công bố xem có ai khiếu nại gì hay không. Nó làm hết rồi, nhưng về mới phát hiện chị ấy đã có con riêng, anh ấy vẫn còn vợ. Trong trường hợp này đến cái công ty công chứng cung cấp giấy kết hôn cho các anh chị, nói tại sao không phát hiện ra. Tôi bắt đền anh ăn lương nhà nước mà anh lại không phát hiện ra. Hai bên tự chịu trách nhiệm. Vì các anh chị tìm hiểu nhau. Và ngân hàng cũng tương tự như vậy, nó sẽ kiểm tra kỹ, nhưng nếu không phát hiện ra các bên tự chịu trách nhiệm. Các biện pháp nó có 8 cái biện pháp thì trong sách có đề cập, trong giấy tờ có đề cập. Vận đơn phải do hãng đích danh gấp, và khi xếp hàng hóa phải có sự giám sát của bên phía người nhập khẩu, đặc biệt những lô hàng quan trọng. Anh chị ạ, ví dụ như là tôi có một người học trò làm kinh tế, nhưng lô hàng quan trọng ấy, anh phải bay sang tận Bangkok anh giám sát. Tôi bảo không sợ tốn kém mà. Cô ạ, từ đây đi Bangkok cộng với chi phí ăn ở nằm ở ấy 3 ngày khoảng 1.000 đô, 20 mấy triệu, nhưng lô hàng của em là 1 triệu đô, em nhập khẩu 1 triệu đô tương đương với 23 tỷ, bị tốn 20 triệu còn hơn mất trắng. Cho nên trong trường hợp này em mới kinh doanh, em chủ yếu em thế chấp nhà hàng tài sản của em để em vay ngân hàng, bây giờ rủi ro gay lắm, cho nên là trả hàng chi phí lớn nếu nghi ngờ đối tác, giám sát cái việc giao hàng. Hoặc cái đối với nhà xuất khẩu phải gửi ngay đề nghị người xuất khẩu gửi ngay 1/3, bởi vì thường hãng tàu nó cấp 3 bản gốc, thì ít nhất gửi 1/3 bản gốc tới thẳng nhà nhập khẩu. Hoặc nếu ngân hàng không cho phép, ngân hàng phát hành không cho phép, thì mình đề nghị gửi bản copy ngay, lập tức ngay gửi bản copy để mình liên hệ với hãng tàu xem có thực giao hàng hay không, có gì ngăn chặn trong trứng nước. Các giấy chứng nhận về chất lượng, số lượng phải do các cơ quan có uy tín ở nước người xuất khẩu cấp. Ngoài ra còn có cái nhóm giải pháp thứ có thể nói là rủi ro thứ ba đối với nhà nhập khẩu,
hãng tàu không tin cậy. Tàu ấy cũng có những tàu lừa đảo đấy. Nó là người bán đúng, người mua đúng, nhưng thuê hãng tàu nó dông hàng của mình đi mất. Hoặc là tàu cũ quá, hàng hóa không đủ, à có thể là tàu không đủ cái chất lượng, đúng. Cho nên nó dẫn tới hư hỏng hàng hóa không đúng quy định. Và chiều thì Minh cũng sẽ nói với anh chị về những cái biện pháp phòng chống chủ động thuê tàu như thế nào. Mình nhập khẩu thì mình nên nhập khẩu theo nhóm S để mình chỉ định đà tàu được. Đó. Chỉ định hãng tàu nổi tiếng. Ngoài ra mua bảo hiểm cho hàng hóa để trong tình trạng mất hàng, mất vân, có sự tiếp sức của các ấy công ty bảo hiểm. Bởi vì công ty bảo hiểm trước khi nó bán bảo hiểm cho mình, nó phải kiểm tra đó, cái tư cách của các hãng vận tải. Ví dụ các anh chị bảo tôi chuyên chở hàng từ là châu Phi về đến đây, nó hỏi tàu tên là gì, hãng tàu tên là gì, nó mới bán chứ bảo cứ bán đi tới hãng nào cũng được, nó không đâu, nó phải kiểm tra kỹ nó mới bán, thì nó tiếp sức với mình để kiểm tra tính trung thực của các hãng tàu, về hãng tàu đấy như thế nào, những rủi ro nhà xuất khẩu thường gặp nhé. Và cách phòng chống, trên cương vị người bán, người xuất khẩu thì cũng nhận diện LC cũng không phải là phương thức thanh toán an toàn tuyệt đối đâu nhé. Rủi ro từ phía ngân hàng phát hành không có uy tín, không có uy tín, không giữ cam kết về vấn đề thanh toán, mặc dù LC đã mở, lời cam kết đã có. Cho nên trong trường hợp này là cũng có rủi ro đó. Cũng như các ngân hàng ấy mà cung cấp dịch vụ nó không khác gì những cái cậu thanh niên đâu. Anh yêu em suốt đời, tận tụy với em, là bờ vai vững chắc. Nhưng về mới phát hiện ra đấy chỉ là lời nói, letter. Và lúc bấy giờ muộn rồi. Cho nên lưu ý phải chọn ngân hàng đích danh là ngân hàng có uy tín ở nước người nhập khẩu để mình giao hàng đúng, nó sẽ thanh toán tiền ngay dựa vào bộ chứng từ. Hiện nay có cái cuốn Who is Who, nó công bố 500 ngân hàng nổi tiếng có uy tín trên thế giới và nó sẽ hạn. Rồi 2.000 ngân hàng nổi tiếng, mấy ngân hàng của Việt Nam ấy là cũng xếp từ 500 đến 800, nhưng nó nằm trong cái top này thì đỡ. Nhưng có những ngân hàng 2.000 ngân hàng có danh tiếng trên thế giới mà nó không có mặt trong đó. Và mình tham vấn ngân hàng để mà mình lựa chọn ngân hàng và ghi rõ trong hợp đồng ngoại thương về cái ngân hàng phát hành, mình là người bán, mình đề nghị phải phát hành tại ngân hàng này mình mới giao hàng. LC hoặc sử dụng LC có xác nhận confirm irrevocable LC, và các anh chị ạ, cái LC confirm ấy cũng có trong tài liệu của anh chị, các loại LC, LC trong đó có LC có xác nhận, LC có xác nhận. Ngoài ra doanh nghiệp xuất khẩu không thực hiện đúng những điều quy định của LC nhé. Ví dụ như chuyên chở hàng hóa không đúng quy định của LC về thời gian, cái này doanh nghiệp hay bị mắc lắm. Giao hàng không đúng cơ cấu yêu cầu, cái lúc ký kết hợp đồng mình tưởng mình thực hiện được,
nhưng thực tế lại không thực hiện được vì lý do A, B, C, D và dẫn tới mình giao hàng xong không được thanh toán hoặc bị trì hoãn thanh toán. Cách phòng chống nhé, dùng ấy kinh nghiệm để lập bảng chiết tính, xem một lô hàng như vậy thời gian gom hàng là bao nhiêu hoặc tổ chức sản xuất hàng là bao nhiêu, hết bao nhiêu thời gian, sử dụng phương pháp kinh nghiệm để thấy nó quy định quá ngắn về thời hạn giao hàng trong LC thì đề nghị tu chỉnh kéo dài thời hạn ra, chứ đừng để nguyên như thế rồi cuối cùng giao hàng không đúng quy định của LC về thời hạn sẽ gặp rủi ro. Ngoài ra chuyên chở hàng không đúng quy định, điều tra kỹ tuyến đường vận tải ngay sau khi ký hợp đồng về vấn đề chuyển tải. Nhiều khi mình là người bán, người xuất khẩu, mình bán theo điều kiện CIF hoặc nhóm D. Chiều nay các anh chị sẽ học kỹ hơn. Mình là người thuê tàu, nhưng trong hợp đồng quy định rõ không cho phép chuyển tải, không cho phép chuyển tải hàng hóa. Nhưng chúng ta đâu có biết được rằng có những tuyến đường không truyền tải không cách gì hàng đi được, không cho phép truyền tải không cách gì đi được. Ví dụ hình dung nhỏ thế, ở đất nước của mình đi, hàng sao gốc dưới dạng tươi sống vào Bình Dương để phục vụ cho chuyên gia, nó nghiêm cấm truyền tải. Nó nghiêm cấm truyền tải. Truyền tải là việc sử dụng 2-3 phương tiện vận tải trong một tuyến đường chuyên chở. Bình Dương làm gì có sân bay, phải vào thành phố Hồ Chí Minh sau đó bằng ô tô đi tiếp. Đấy là sự truyền tải rồi. Tương tự như vậy là đối với các nước trên thế giới cũng vậy, có những cái không thể truyền tải, à không truyền tải, không đi tiếp được. Tôi lấy ví dụ như cách đây không lâu, tôi là có thể tham gia một cái diễn đàn của các doanh nghiệp Hungary vào Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Hungary, đưa hàng vào Hungary. Tôi nói rằng và họ làm rất là mạnh, là họ đã từng là nước xã hội chủ nghĩa, cùng phe với Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa. Bây giờ họ là thành viên của Liên minh châu Âu, thành viên của Liên minh châu Âu. Chân vào đấy, hàng hóa của mình có thể đi khắp châu Âu. Nhưng về sau này, ngay buổi hôm đấy tôi cũng phát biểu, hàng hóa vào Hungary nó có một trong những nhược điểm là luôn luôn phải có truyền tải, vì Hungary không có cảng biển quốc tế và không có sân bay nối kết với châu Âu, mà hàng phải đến Berlin, phải đến Pháp, Paris của Pháp, sau đó bằng đường bộ hoặc tàu hỏa đi tiếp. Như vậy là có sự truyền tải rồi đến. Đúng. Cho nên là phải đề nghị tu chỉnh LC khi cần thiết và mình phải nắm vững nhé. Giao hàng không đúng cơ cấu yêu cầu, phải đọc kỹ nội dung của LC. LC cho phép giao hàng mấy lần, thời gian giao hàng từng lần một nhé, khối lượng của từng lần giao nhé, và đề nghị tu chỉnh LC khi cần thiết, thấy mình có nội dung nào đó không thể thực hiện được. Ngoài ra cái rủi ro trong không thanh toán cũng có đối với người bán. Mình giao hàng ok hết nhưng lập bộ chứng từ không đúng quy định của LC, xuất trình bộ chứng từ không đúng quy định của LC, thì kinh nghiệm cho thấy phải bố trí nhân sự giỏi,
lựa các đối tác nhập khẩu có thiện chí, nó biết chấp nhận những lỗi lầm. Những lỗi lầm đấy nó không ảnh hưởng đến kinh tế của nhà nhập khẩu nhiều. Vâng ạ. Và đề nghị tu chỉnh FC khi cần thiết. Và anh chị cũng sắp hết giờ rồi. Nhưng anh chị đừng đừng nản. Vì tôi đã cho các anh chị địa chỉ ngay từ đầu. Câu hỏi gì có liên quan đến thanh toán quốc tế, tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích cho các anh chị và cung cấp tài liệu. Ví dụ cái lớp học mới học là đâu hôm thứ mấy này này mà họ đã chuyển câu hỏi đến cho tôi và xin tài liệu của tôi. Có những tài liệu ấy là không có liên quan gì đến thanh toán quốc tế của lớp này ấy. Nhưng tôi là giảng dạy xuất nhập khẩu chuyên nghiệp, giảng dạy về xuất nhập khẩu chuyên nghiệp, giảng dạy các vấn đề về quan hệ quốc tế. Trong năng lực của mình, tôi sẽ có thể cung cấp tài liệu cho anh chị. Ví dụ hôm qua có em bảo cô bây giờ có EVFTA, hiệp định về Việt Nam và Liên minh châu Âu khu vực mậu dịch tự do. Bây giờ họ phân bổ công ty em một công ty thủy sản. Bây giờ một trong những cái mặt hàng em kinh doanh đó là cá ngừ đại dương. Bây giờ em muốn đưa vào Liên minh châu Âu nhưng nó quản lý bằng hạn lẻ thuế quan. Vậy cô hãy cho biết cơ chế phân bổ hạn ngạch thuế quan của cá ngừ đại dương khi vào Liên minh châu Âu thế nào. Nhưng vì cái sự nghiệp đào tạo, tôi cũng dạy về những cái quan hệ quốc tế và sắp tới đây cũng dạy hình có cho trung tâm này, cho trường quản lý cán bộ thành phố vào tháng 9 về những cái hiệp định. Thì tôi có cung cấp cho bạn này 3 tài liệu quan trọng để phân bổ hạn ngạch đúng cá ngừ đại dương như thế nào khi vào Liên minh châu Âu. Ý muốn nói là gì? Thắc mắc gì liên quan đến xuất nhập khẩu trong khả năng của mình, nếu tôi làm được tôi sẽ có thể cung cấp. Nhưng mà chiều nay tôi phải về mở phòng online nên chào thân ái và biết thắng. Tôi đã cho địa chỉ ngay từ đầu, sợ vội vã cho anh các anh chị có những câu nào. Ví dụ như là có em học ở Đại học Ngân hàng thành phố, thưa cô cho quy tắc thanh toán quốc tế của thế giới về cái phương thức tính dọc chứng từ này có. Thì cung cấp luôn, cung cấp mới nhất thì tôi đã giảng chuyên nghiệp rồi. Và tôi cũng là tham gia xử lý cái vụ tranh chấp quốc tế, tôi là trọng tài quốc tế Việt Nam. Đấy, cho nên là thôi thân chào các anh chị, chào. Xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ và trình bày của giáo sư tiến sĩ Võ Văn Thu trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa các anh chị, thì đầu giờ ở bên cái có phát trạng thì có phiếu khảo sát của ban trung tâm trọng tài quốc tế. Mong là các anh chị mình hoàn thành và gửi về giúp cho ban tổ chức.